Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, khoảng 1 tiếng 35 phút. Câu chuyện này khá là hấp dẫn và quý vị cũng đã biết rồi, Mạnh Ninh là một người bút khá là xuất sắc và được rất là nhiều những cái kênh về chuyện ma lựa chọn là tác giả. Thế cho nên là mỗi một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh thì Thuận tin rằng nó sẽ đều có những cái điều hấp dẫn riêng và có sức thu hút riêng với tất cả quý vị. Và để xem câu chuyện ngày hôm nay nó có hay, nó có hấp dẫn giống như các câu chuyện quý vị đã từng nghe hay không, thì mời quý vị cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện nhé. Thằng bé nó sinh vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Sau này chắc có duyên với phần âm lắm đây. Tiếng nói ấy cất lên giữa căn nhà ba gian lụp xụp của bà Hường, một bà đỡ cũng là thầy cúng trong làng An Bài. Chẳng biết lời sấm truyền của bà đồng cô bóng cậu ấy đúng đến đâu, nhưng quả thật Phước Quý thấy đúng lắm. Phước Quý năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở ngoài Hải Dương. Nhưng đến năm 4 tuổi, anh theo gia đình vào Bình Dương sinh sống. Việc tiếp xúc với thế giới cõi âm vô hình vẫn là thứ gì đó mơ hồ và huyễn hoặc người đời. Người chết còn hay hết? Câu hỏi này theo tín ngưỡng dân gian và khi khoa học chưa phát triển thì trả lời thật khó khăn. Nhưng với khoa học hiện đại ngày nay thì câu hỏi này trả lời chẳng còn khó khăn nữa, bởi các nhà khoa học đã chứng minh được những linh ảnh và những âm thanh của họ còn tồn tại sau khi chết vẫn tương tác với người đang sống, đặc biệt là những người thân và gia đình trong quyến thuộc của họ. Xét về mặt tôn giáo thì người chết không bao giờ hết, bởi nếu hết thì không còn tôn giáo, và tôn giáo tồn tại từ nhiều nghìn năm nay đã khẳng định điều đó. Xét về khoa học phát triển thì hiện nay các nhà khoa học không còn bối rối do dự trước quyết định con người chết còn hay hết, khi mà công nghệ hiện đại ngày nay đã chụp được những linh ảnh và ghi nhận được âm thanh đặc biệt của người cõi âm, rồi từng bước đã làm rõ nhiều điều về cõi u minh này. Và Phước Quý là người có thể tiếp xúc với thế giới vô hình ấy, dù có lúc tưởng chừng như một cơn mộng mị thoáng qua. Lần đầu tiên Phước Quý gặp ma là năm anh mới 7 tuổi. Nhà anh lúc đó mua một mảnh đất ở kế bên bệnh viện. Đến khi làm nhà ở, ai cũng cản ông Thượng cha anh là đừng ở đó, vì chỗ làm nhà hồi xưa là bãi xác bộ đội và dân thường không ai nhận. Tất cả thi thể đều được người dân chôn ở đây. Sự ấy xảy ra vào năm 1968. Ông Thượng cha Phước Quý đã tận tai nghe mấy người già kể. Bộ đội mình từ căn cứ Tây Ninh tràn qua trong đêm tấn công đồn Mỹ. Xui đuổi làm sao dính về trận địa phục kích của địch nên sáng đã bỏ mạng đầy đường. Quân ta thiệt hại khoảng hơn 50 người. Dẫu hận bọn Mỹ và thương bộ đội lắm nhưng chẳng ai dám nhận vì sợ liên lụy. Đám quân giặc ác ôn mất hết tính người. Chúng đã chất xác bộ đội ta thành đống rồi châm xăng đốt. Mùi xương thịt cháy xém bốc lên nồng nặc, làm không khí như bị bóp nghẹt. Sau khi đám xúc sinh đó kéo quân đi, thương quá nên dân mới đem đi chôn ở khu đất mà gia đình nhà mày mới mua. Dạo đó khu đất này bỏ hoang, sau này chả ai ở. Dẫu vậy, ông Thượng sau khi đi bộ đội Campuchia về vẫn nặng nặc mua, rồi năm 1999 mới đẻ ngựa ra mà làm nhà. Nghe nói mảnh đất này độc nên bà Ngàn, mẹ Phước Quý cũng ớn lạnh xương sống. Bà Ngàn vốn là người có đức tin vào ma quỷ, bà e sợ có chuyện không may xảy đến với gia đình. Nhưng ông Thượng cứ im lặng, nhất định gạt phát cái suy nghĩ của vợ mình đi và quyết tâm mua bằng được mảnh đất này. Mưa dầm thấm lâu, dù không tin trên đời có ma quỷ, nhưng những lời ngọt nhạt bên tai hàng đêm của bà Ngàn cũng phần nào làm cho ông Thượng sao lòng. Thế nên đến ngày động thổ, ông Thượng nghe lời vợ mới mời một ông thầy bùa người Tàu về yểm lại thế đất để yên tâm sinh sống. Ông thầy Tàu đó dáng dấp nhỏ thó, lưng hơi còng, làn da đen sạm, nhìn khác xa cái khí khái của bậc học đạo. Duy chỉ có đôi mắt sáng quắc làm Phước Quý rùng mình mỗi khi gặp ông, và chẳng bao giờ anh dám nhìn thẳng mặt. Hôm làm lễ chấn trạch đất đai,
Ông thầy tàu ấy bày ra đàn lễ lớn lắm, lại nhanh tay giết 4 con gà trống, 1 con heo để làm lễ tế thổ. Còn rào cán đen sắc lẹm cắt tiết gà, tiết heo, đoạn nhanh tay rải chảy xung quanh đất. Chưa dừng lại ở đó, ông thầy tàu còn xin 1 nắm tóc của ông thượng chôn dưới nền, rồi mới cho đào móng làm nhà. Lễ cúng bái diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ mới ngưng. Ông thầy tàu trầm ngâm quan sát mảnh đất, ngón tay bấm độn liên hồi. Một lúc sau mới quay sang nhìn vợ chồng ông thượng đang chắp tay lạy bên cạnh mà bảo: "Ngộ thấy đất này toàn mùi chết chóc, quanh đây âm khí vẩn vũ, chứng tỏ toàn người âm, nên nhà nị phải cẩn thận. Đất nhà nị thì Ngộ đã yểm đạo rồi, nhưng nị phải nghe Nộ căn dặn, tuyệt đối đừng có dại mà lấn qua đất khác sẽ mang họa." Lúc đó thấy Phước Quý đang đứng kế bên, ông thầy tàu lại nhìn anh chằm chằm hồi lâu, rồi phán một câu xanh rờn, làm ai nấy cũng lạnh gáy: "Còn có chuyện này nữa, thằng con nhà nị nên trông nom cẩn thận, không mất đấy." Ông thượng dù chẳng tin chuyện tâm linh, nhưng 4 nghe đồn ông thầy tàu này giỏi thuật tẩm long chóc mạch, lại nhìn thấu vận hạn kết hung. Nếu ông ta nói thế ắt hẳn có căn nguyên của nó. Ông thượng hai tay chắp vào nhau thành kính đoạn hỏi: "Bẩm thầy, chuyện nó ra làm sao? Thầy nói để vợ chồng con quản liệu ạ." Ông thầy tàu suy nghĩ mấy giây rồi đánh trống lảng: "Đất đai yểm đạo xong rồi, có điều trước mắt nhà nị chỉ được cúng trong đất, tới tháng 7 âm lịch mới được cúng ngoài khuôn viên. Nị nhớ lời Ngộ dặn đấy." Ông thượng gật đầu cảm ơn rồi đưa cho 400.000 tiền công. Kể từ đó nhà ông ở không có chuyện gì, chỉ đến khi đổ về năm 2000 nhà mới xảy ra chuyện. Hôm đó là đầu tháng 7, tháng xá tội vong nhân. Tiết trời hôm đó mưa rầm rầm dài dặn mãi không ngừng. Phước Quý sau đó là một đứa con nít, bởi vì ham chơi cuối xóm tới hơn 6 giờ tối mới về. Dù đã tắt hẳn ánh chiều tà, nhưng không gian vẫn còn lờ mờ sáng, chỉ có màn sương mờ đục kèm theo mưa. Con ngõ nhỏ dẫn từ nhà hàng xóm về đến nhà Quý dài khoảng 30 mét. Hai bên cỏ mọc tùm, mấy cây bằng lăng gặp mưa rũ tán lá càng làm cho khung ảnh nhơ nhớp, ẩm ướt đến độ thâm u. Đang lon ton nhảy chân sáo về nhà thì Quý giật mình khi thấy sự lạ. Dưới màn mưa lầm rầm đó, Quý thấy từ trong ngõ đến nhà toàn là người mặc áo bà ba đen. Đám người ấy xếp hàng từ ngoài ngõ đến cái bàn thiên đặt ngay trước cổng nhà mình, đếm khoảng hơn 10 người. Trước cái bàn bày ngập đồ cúng gồm trái cây, hoa quả, nhang đèn, tiền vàng, gạo muối, cháo hoa. Bà Ngàn mẹ Quý đang xì sụp thắp nhang, miệng lâm râm khấn vái. Quý giật mình lẩm bẩm: "Quái lạ, sao trước nhà mình hôm nay sao đông quá vậy?" Mà lạ lùng nhất là đám người ấy chả ai nhìn thấy mặt, chỉ thấy ảo ảo mờ mờ lẫn trong cơn mưa lâm râm. Dẫu thế đám người ấy xếp hàng có trật tự và lề lối lắm, chẳng ai chen lấn hay phát ra tiếng cãi cọ nào. Quý nhanh chân chạy lại để quan sát cho thật kỹ, thì thấy đám người lạ mặt đó lần lượt tiến lại cái bàn thiên. Lần lượt hết người này rồi đến lượt người khác đứng ngửi mùi nhang rồi quay lưng bỏ đi. Quý thấy lạ nên chạy lại một người ở cuối hàng quan sát cho kỹ. Thân ảnh đó là của một cô gái, tóc dài, khoảng độ 15-16 tuổi. Giống hệt đám người đang xếp hàng trước đó. Cô gái này đội một cái nón lá rách nhưng không thể nào thấy mặt được, chỉ thấy mỗi miệng. Cô gái ấy quay đầu nhìn Quý cười mỉm, rồi nắm tay Quý kéo đi. Duy chỉ có điều lạ là mẹ Quý cách con mình mấy bước chân mà không thấy Quý. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Quý cứ bước đi tới nhà người con gái đó mà không cản lại được. Kể thêm một chút về địa thế vùng này. Bãi đất này vốn bỏ hoang đã lâu, lại nghe bao lời đồn đại rằng có ma quỷ trú ngụ, là mảnh đất của người khuất mặt, nên thành ra chẳng ai dám bén mảng đến. Duy chỉ có mình nhà ông thượng là cả gan xây nhà dựng cửa ở đây. Ngôi nhà gần nhất ở ngoài lộ cũng cách gia đình ông ít nhất là 200 mét. Lạ thay, cô gái đó đưa Quý vào sâu hơn trong khuôn viên,
Lúc này Quý mới có dịp quan sát thật kỹ. Đó là một ngôi nhà tranh có phần tiêu điều mấy mẻ, mái nhà mọc đầy cỏ gấu, thủng lỗ chỗ. Cánh cửa che ọp ẹp siêu vẹo và khoảng sân đất mọc chi chít cỏ dại càng làm thảm cảnh tồi tàn tăng lên vạn phần. Bên cạnh căn nhà có một cây bồ kết, gốc cây to lắm, ước chừng ba người lớn ôm không hết. Quý đi thất thểu cùng người con gái kia vào nhà. Lạ lùng thay, căn nhà đóng màng nhện như đã lâu không có ai ở. Giường gãy, lù vỡ ngổn ngang, và trên bàn thờ có một tấm di ảnh ngả màu ố vàng không nhìn rõ mặt. Bát hương lạnh lẽo đã rụng hết tàn tro, chỉ trơ ra mấy chân nhang dài cỡ hai đốt ngón tay. Người con gái đó lấy ra cho Quý rất nhiều trái cây, nhưng lạ lùng thay toàn là quả xanh, có quả còn bị dòi bọ đục thủng lỗ chỗ. Quý lắc đầu từ chối rồi tò mò hỏi: "Sao chị cứ đội nón sùng sục thế? Trong nhà đội nón làm gì? Chị bỏ ra cho em xem mặt nào." Người con gái gật đầu và đưa tay tháo nón. Chỉ một giây thôi, Quý kinh hãi thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Vì khi chiếc nón vừa tháo xuống để lộ ra một khuôn mặt rữa nát một nửa, đám dòi bọ bỏ lúc nhúc trong hốc mắt. Một nửa bên mặt lộ ra lớp cơ thịt nhão nhoét, hàm răng vàng vọt cũng theo đó chìa hẳn ra ngoài, cái lưỡi thâm sỉ thỏng xuống tận cằm. Quý rú lên rồi choàng bật dậy, hãi hùng co vào góc giường rồi tái mặt đưa mắt nhìn mấy người đang bâu kín xung quanh. Bên cạnh giường, bà Ngàn mẹ Quý khóc váng cả lên khi thấy con trai mình tỉnh lại. Sau giây phút mừng rỡ, mọi người gần đó ai ai cũng hỏi: "Thằng này, sao mày lại ngồi trên cây bồ kết vậy?" Quý khóc rưng rức, kể hết đầu đuôi câu chuyện kinh hoàng mới trải. Có người thì tin, người thì nói con nít tưởng tượng ra. Chỉ có ông Thượng và ông thầy người Tàu được cha Quý mời đến kéo hồn con trai về là im lặng không nói, cũng không hỏi han gì. Sau khi nghe mẹ mình là bà Ngàn thuật lại câu chuyện, Quý mới rõ ngọn ngành. Số là hôm đó khi đến tận 7 giờ tối mà chưa thấy tăm hơi con trai mình về nhà. Trong lòng như có lửa đốt, bà Ngàn ở nhà lo lắng lắm. Ông Thượng thì đi làm vẫn chưa về, nên bà Ngàn khóa cửa rào đi tìm con. Bà ra tận Hương Lộ gõ cửa từng nhà hỏi thăm, nhưng nhà nào trong xóm cũng nói thấy con trai bà chạy về nhà từ lúc chưa 6 giờ. Bà Ngàn hoảng lắm, ngay lập tức gọi cho chồng mình là ông Thượng về tìm. Đám dân quanh đó thấy động cũng chia nhau mỗi người một ngả mà tìm giúp. Cả đám mấy chục người đèn đuốc sáng trưng, kêu đến khản cả cổ, mà thằng Quý cứ như bốc hơi, chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Dạo ấy nạn bắt cóc trẻ con rộ lên nhiều lắm. Dân làng ai cũng đồn đoán rằng thằng bé bị bắt cóc bán qua Campuchia. Nhưng thật ra Quý đang ở trên cây bồ kết cách nhà chưa tới 100 mét. Ông Thượng lúc ấy cũng hoảng lắm. Lời ông thầy Tàu chợt vang vẳng bên tai làm ông giật mình. "Còn có chuyện này nữa. Thằng con nhà nị nên trông nom cẩn thận, không mất đấy." Ông Thượng chợt dấy lên suy nghĩ bất an, như có linh tính không lành, nên ông mời ông thầy người Tàu lên tìm giúp. Ông thầy người Tàu vừa tới nơi liền ra ngoài cổng, đứng chắp tay sau lưng, nhìn quanh khắp lượt căn nhà. Ông thầy suy tư mấy giây rồi quay vào nhà nhìn ông Thượng bảo: "Ngộ lấy ra đây cho nị 5 cái chén, mua nửa ký bột nếp về đây luôn. Muốn tìm thấy thằng này, nị cần thêm một con chó mực." Ông Xuân hàng xóm nghe thấy thế thì bảo: "Nhà anh Thượng cứ đi sắm đồ cho thầy đi. Nhà ta có con chó mực già lắm, sắp chết rồi. Ta về ta mang sang cho." Thế rồi hai người đàn ông thống nhất chia nhau ra. Ông Thượng chẳng chậm chân lao đi, chừng 25 phút sau quay về với túi bột nếp trong tay. Con chó mực thoi thóp cũng được ông Xuân bế sang cho thầy hành lễ. Ông thầy Tàu đổ bột nếp vào 5 cái chén, đốt cháy một bó nhang. Mùi nhang trầm quyện lên trắng đục, nghẹt đặc mũi, được ông thầy kính cẩn cắm ngay trước cổng nhà. Ông lẩm bẩm khấn vái điều gì không ai nghe rõ, sau đó gặp người cúi lại. Trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng ông Thượng và toàn thể dân làng đang bâu lại xem, ông thầy Tàu dùng dao đâm vào cổ con chó.
Con chó mực già yếu nhưng bị đâm đau quá nên cắm đầu bỏ chạy. Con chó chạy đến đâu, ông thầy tàu chạy theo nó đến đó. Tới cây bồ kết, con chó kêu ẳng lên một tiếng rồi lăn quay ra chết. Ông thầy tàu chỉ tay lên trên thì cả đám giật mình khi thấy thằng Quý đang bám chặt ở trên ngọn cây. Dân làng ai cũng thắc mắc, chẳng ai hiểu tại sao một thằng nhóc 7 tuổi trèo cao đến như vậy. Cây giống cây bồ kết gốc trơn, cành ở trên cao, người lớn đã khó trèo, nói chi con nít. Khi đưa thằng Quý xuống, ai cũng thấy lạ là lay kiểu gì nó cũng không thức dậy mà cứ ngủ li bì. Ông thầy tàu thấy vậy, sai nhà ông Thượng lại đào gốc cây đinh lăng lên đốt cho Quý ngửi. Đến khi tỉnh dậy đã là 4 hôm sau rồi. Ông thầy tàu trước khi cáo từ ra về còn căn dặn ông Thượng rằng có chuyện gì thì cứ gọi cho ông. Quả nhiên từ khi bị ma dắt đi, lúc tỉnh lại Quý đã không còn vía trong người, cứ ngơ ngơ ngác ngác nằm lì một chỗ, người hóc hác dần. Ông Thượng biết có chuyện thấy không ổn nên một lần nữa gọi ông thầy người tàu lên. Xui rồi làm sao, ông thầy tàu có việc yểm mộ ở mãi Đà Nẵng nên hẹn gia đình một tuần nữa ông mới về được. Lúc đó hai vợ chồng ông bà Thượng lo lắm, bỏ hết công việc đứng ngồi không yên. Thằng Quý người mỗi lúc một xanh xao, do không ăn được gì toàn chuyển dịch cầm hơi. Y hẹn đúng một tuần sau ông thầy tàu có mặt, làm ông bà Thượng về vui mừng khôn xiết. Ông thầy tàu tiến đến bên giường thăm mạch rồi thở dài bảo: "Ai chả, ngộ bận việc yểm mộ trùng tang cho gia đình ở ngoài Đà Nẵng, về đến đây thì tức tốc lên tận Bình Phước kiếm thuốc. Hên là ngộ về kịp, không thằng bé mất rồi." Bà Ngàn hãi quá cứ lạy thầy như tế sao, luôn mồm cầu khẩn: "Lạy thầy, thầy cứu con với. Nhà có mỗi thằng bé nó mà mệnh hệ gì thì vợ chồng con sống làm sao?" Ông thầy tàu suy nghĩ mấy giây rồi bèn bảo: "Việc cứu thằng bé không thể thiếu mảnh ván quan tài đang làm đám ma. Nhà ngộ phải tìm mọi cách đem về đây cho nị." Ông bà Thượng tái mặt nhìn nhau vì điều ông thầy tàu yêu cầu còn khó hơn móc can ruột ra ngoài. May phước làm sao có ông Tư Hiền ở dưới chợ mới chết. Ông Tư Hiền này cũng là tay máu mặt, nổi tiếng dòng họ toàn giang hồ trộm cướp. Chẳng hiểu cướp bóc thế nào mà bị người ta đánh cho toác đầu chết tươi. Họ hàng đang làm đám ma rình rang lắm. Ông Thượng vì thương con nên đánh bảo đến xin miếng gỗ. Họ nhà ấy thấy lạ nên thi nhau chửi, đòi đánh ông. Ông Thượng nhân lúc đêm hôm lẻn vô lấy con dao đéo luôn một đoạn đầu nắp ván. Xui rồi làm sao bị chúng nó phát hiện. Ông Thượng ăn một trận đòn tóe máu đầu. Đến khi ôm mảnh gỗ quan tài về đến nhà thì người đầy máu. Ông thầy tàu không chậm trễ, liền lấy góc quan tài nghiền nó thành bột. Đoạn sắc nấu một chén nước bắt thằng Quý uống. Hai ông bà Thượng tái xanh mặt mày. Ông thầy tàu bóp miệng thằng Quý rồi cứ thế tống nước vào. Cái mùi khó chịu làm thằng Quý nôn thốc nôn tháo ra toàn chất dịch màu đen sì, nhảy nhụa như nước bùn lầy. Hai vợ chồng ông Thượng tái mặt, nhìn kỹ thấy trong đống dịch nhảy thối ôm đó toàn là tóc. Ông thầy người tàu nhìn về phía cây bồ kết thở dài bảo: "Đất nhà nị, oán khí quá nặng." Từ khi ói ra mớ tóc thì thằng Quý thấy người ngợm khỏe hẳn ra, ăn ngon trở lại và có thể ăn một lần 5 bát cơm to. Chứng kiến sự ấy bà Ngàn vui lắm, duy chỉ có ông Thượng và ông thầy người tàu là vẫn giữ thái độ đăm chiêu, im lặng. Ông thầy tàu bỏ ra ngoài nhà, rít một hơi thuốc lào đến váng óc rồi thụng thẳng bảo: "Nị đã bảo ngộ rồi. Đất này vốn là đất của người khuất mặt, là đất chết chả ai ở. Người âm rất nhiều, ngộ nên cẩn thận, nhất là thằng con của ngộ." Ông Thượng ngán ngẩm đáp: "Lạy thầy, nhà tôi biết chứ. Nhưng thầy đã nói không sao, ở đây như người ta bảo thì toàn là vong liệt sĩ, đâu ai hại ai." Ông thầy tàu cười lớn bảo: "Ngộ không hiểu chuyện rồi. Cũng chính vì vấn đề đó nên ngộ đợi 3 ngày, nị mời một người lên đây. Người đó ở Hóc Môn,
nên nhớ tháng này phải trông thằng bé cẩn thận vào, đừng để nó đi lung tung. Ông Thượng van vỉ. Dạ, chăm sự nhờ thầy cứu giúp. Từ đó ông bà Thượng chẳng cho con trai mình bén mảng đi ra khỏi nhà. Thằng Quý cũng sợ nên toàn ở nhà chẳng đi đâu cả. Dù tính trẻ con ham đi chơi, nhưng bị hết ông Thượng đến vài ngàn canh chừng nên đành thơ thẩn trong nhà. 3 ngày sau, ông thầy Tàu quả nhiên quay về. Đi theo sau ông là một cô gái lớn hơn thằng Quý khoảng 10 tuổi. Cô gái đó có vóc người nhỏ nhắn, mặc áo đỏ, đội một chiếc khăn che kín mặt, chân mang giày gấm hoa, tay trắng nón, móng tay cũng sơn cùng màu đỏ. Toàn thân cô gái đó thoảng mùi hoa quế. Lạ cái là dù ông bà Thượng hỏi gì cũng ậm ừ trong cổ họng, ăn uống cũng che mặt. Thằng Quý trẻ con lại thêm cái tính tò mò hay nghịch, chẳng suy nghĩ gì chạy lại định dở khăn che ra thì bị ông thầy Tàu quát cho một trận, xói đái cả ra quần. Ông Thượng đuổi con trai vào trong để người lớn nói chuyện. Với bản tính tò mò cố hữu, Quý núp sau cánh cửa buồng nghe lén. Tiếng ông thầy Tàu thì thầm như đang lâm râm cúng tế. Nhà Ngộ muốn sống yên ổn thì nên hỏi ra lẽ. Chẳng giấu gì Ngộ, đây là thế vong. Nị mượn về sẽ cúng mời lên hỏi chuyện. Vợ chồng Ngộ nên chuẩn bị cho nị. Ông Thượng nghe vậy biết cô gái kia là người chết nên xanh mặt hỏi. Lạy thầy, thầy cần gì để nhà tôi lo liệu? Ông thầy Tàu lấy giấy mực ghi một tràng dài, đưa cho vợ chồng ông Thượng rồi bảo. Ngộ chuẩn bị cho nị một mâm cơm trắng, 1 lít rượu trắng, 2 ngọn đèn cầy, 1 bó nhang sáng để ngoài trời. Nhớ mọi thứ phải chuẩn bị cho kín đáo, tuyệt không được nói cho ai biết. Sáng mai nị sẽ sang hành sự. 4 giờ sáng hôm sau, ông thầy Tàu đã dẫn cô gái kia sang. Hôm đó ông mặc đồ bình thường, cô gái áo đỏ thì ngồi trên ghế. Thằng Quý đang ngái ngủ cũng bị bắt ra coi dù chả hiểu gì cả. Nhưng thằng bé nhớ rất rõ thái độ của ông Thượng cha mình lúc đó rất gấp gáp. Ông thầy Tàu tay cầm bó nhang cháy đỏ rực và bắt đầu khấn. Vừa khấn xong, ông liền cầm con gà trống thọc tiết. Sau đó ông cầm chén máu đổ xung quanh con gái áo đỏ, rồi hô to. Thần hay quỷ, lên đây nhận lễ cho ta hỏi chuyện. Vừa tức thời gió lớn thổi làm tắt nến, bó nhang đang tỏa làn khói mờ đục, đang cắm ở bát hương thì bắt lửa cháy đùng đùng, làm ai nấy đều hoảng sợ. Chưa kịp hoàn hồn thì cô gái áo đỏ ưỡn ngực, thở phì phò như con trâu. Cổ họng phát ra tiếng gì đó nghe như tiếng radio bị rè. Giọng ông thầy Tàu cũng đổi sang thanh âm y như vậy. Đoạn ông thầy Tàu quay sang nhìn ông Thượng bảo. Nhà Ngộ có hỏi gì thì hỏi lẹ đi, thời gian chỉ có 1 nén nhang à. Ông Thượng bừng tỉnh liền nói. Xin hỏi bề trên, gia đình con ở đây chưa lâu có chuyện gì mạo phạm thì xin bề trên bỏ qua, có cần gì cứ nói. Bất thình lình từ trong khăn trùm phát ra thanh âm nghe rất quái rợn. Quý nghe mà đái cả ra quần, bà Ngàn cũng xanh mày tím mặt. Sau đó là một tiếng, chỉ có 2 từ. Đói cơm. Thành âm ấy hệt như hàng chục người đàn ông lên tiếng vậy rồi im bặt. Độ gần 1 phút từ cổ họng cô gái lại nói ra. Lần này là tiếng đàn bà. Vòng nữ ấy tự xưng là Út, người Tây Ninh. Lúc chết chị đi du kích làm y tá bị Mỹ bắn chết. Dù đã có mộ nhưng chị vẫn ở đây vì khu đất vẫn còn rất nhiều bộ đội và lính Mỹ chết. Dẫu thế họ vẫn chiến đấu và không làm hại ai cả. Họ chỉ đói thôi. Hôm gặp thằng Quý, chị đang chờ ăn đồ cúng trước cổng, thấy thằng bé nhìn biết hợp tuổi nên dẫn về nhà chơi chứ chả làm gì. Ông Thượng nghe đến đây thì vỡ lẽ, chắp tay thành kính bảo. Chúng tôi hứa tới 16 âm sẽ cúng đàng hoàng. Chị xin cho thằng con tôi sống yên ổn. Sau 1 nén nhang thì cô gái áo đỏ im bặt.
Ba người nhà ông Thượng tái mặt khi nhận thấy mâm cơm trắng mới ban nãy bốc khói nghi ngút. Mới hết tuần nhang đã bốc mùi ôi thiêu. Chỉ nghe ông thầy Tàu bảo rằng: "Ai chà, khi quỷ đã ăn lễ lúc nào cũng thế. Quỷ là loại sống dơ bẩn đọa đầy, nhưng chúng rất công bằng khi đã nhận lễ. Làm lễ hiến mạng thì chúng sẽ cho ta biết mọi thứ. Mỗi lần làm lễ, nị làm vậy." Từ sau chuyện đó, khu đất chỗ gia đình ông Thượng ở không hề thấy chuyện gì. Chỉ khi lớn lên Quý đi học y sĩ thì xảy ra rất nhiều chuyện. Và Quý cũng biết ông thầy Tàu và cha mình là anh em chí cốt, nghĩa nặng tình thâm. Kể thêm về ông Thượng. Ông Thượng cha Quý vốn lớn lên ở miền Trung, thi vào sư phạm đã đậu, nhưng do chiến tranh nên ông tình nguyện viết đơn bằng máu để xin đi bộ đội. Ông Thượng được chỉ định hành quân vào chiến trường Ca, Campuchia năm 1978. Thời ấy ai ai cũng biết vào chiến trường Ca thì chỉ có chết. Bà nội Quý sau đó khóc quá trời, nhưng trước tiếng gọi của Tổ quốc, bà cũng cắn răng động viên con trai mình lên đường đánh giặc. Chiến tranh thời đó ác liệt, ông Thượng được huấn luyện sơ sài rồi hành quân đi nhanh vì thiếu bộ đội. Do có nhiều tân binh lại thiếu kinh nghiệm nên chiến đấu có phần cam go lắm. Ông Thượng còn nhớ hôm tấn công vào ngôi làng, ông cùng hơn 20 người đồng chí xông vào, đạn bay xối xả chết hơn chục người mà chỉ bắt được 2 thằng nhóc cầm súng máy. Còn bọn Khmer Đỏ đã trốn vào trong rừng. Điều đáng sợ hơn là khi tiếp quản, bước vào làng xộc vào mũi là mùi hôi thối nồng nặc và xoài bọ lồm ngồm trên nền đất. Quân ta mang giáp cao su đạp chúng nghe tiếng giỏi vỡ, bụng lẹp xẹp. Trong làng là một thảm cảnh, người chết la liệt đầy đường. Trước khi rút trước 1 tuần, đám xúc sinh Khmer Đỏ giết hết người trong làng, kể cả gà chó không tha. Ông Thượng và mấy đồng chí vừa khiêng đi đem chôn, vừa hát vang bài quốc ca vì quá sợ hãi. Kinh hãi nhất là khi múc nước ở dưới suối, trên đầu nguồn bọn Khmer Đỏ chặt đầu người, rồi cột thành chùm thả trôi xuống không có gì ác bằng. Đóng quân ở đây khoảng 1 tháng thì ông Thượng được lệnh đưa công văn lên báo cáo. Vì đường đất xa, ông Thượng đi chung với xe thanh niên xung phong và dân thường. Tại đây mới quen ông thầy Tàu, lúc đó ông mới 28 tuổi, còn ông Thượng thì trẻ hơn, mới tròn 19 tuổi. Trên đường đi, khi chiếc xe dừng lại để nghỉ, chỉ có ông Thượng và ông thầy Tàu xuống máy, còn mấy người còn lại thì ngồi trên xe. Cả hai đang đi tiểu nghe tiếng nổ cực lớn, sau đó là trận mưa thịt từ trên trời bay xuống do xe chạy vào tán cây bên đường thì cán phải mìn. Ông Thượng vẫn bảo đó là lần may mắn nhất trong đời ông, sau này ông cứ nhắc mãi. Từ trong đám khói vụ nổ, ông Thượng thấy có một người dáng người nhỏ con đang lụm từng miếng thịt bỏ vào cái võng. Ông Thượng và ông thầy Tàu cũng lượm được hơn 30 ký thịt của mấy người chết vì mìn nổ trên xe. Khi ông Thượng và ông thầy Tàu may mắn thoát chết trong gang tấc trong vụ xe cán phải mìn chống tăng. Mỗi khi nhắc lại chuyện trong chuyến công tác đó, ông Thượng vẫn còn vẻ mặt sợ hãi và ớn lạnh. Nhặt được hơn 30 ký thịt của 6 người không còn hình dạng, ông Thượng và ông thầy Tàu phải chôn tại chỗ vì không thể nào đem về được. Vì đường về căn cứ nếu đi đường rừng phải mất 3 ngày, nên bắt buộc phải chôn và ghi tên 6 người trên bia đá. Xong việc, ông Thượng và ông thầy Tàu tiếp tục hành trình nhưng vẫn không tránh khỏi xui rủi khó khăn. Đi đường xa, hai người nói chuyện rất nhiều về nhau, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghe về chuyện thân thế của ông thầy Tàu. Chỉ nghe thoáng qua là ông ở trên Hóc Môn làm ăn buôn bán nhang đèn quan tài. Chiến tranh nên chính quyền thành phố cổ động viên lên đường làm thanh niên xung phong, mở đường trong chiến dịch phản công Khmer Đỏ. Nhưng đến khi xảy ra một chuyện mà ông Thượng tin tưởng, ông thầy Tàu đến tận bây giờ. Ông Thượng vẫn hay nói với con trai rằng: "Cha tin chuyện ma quỷ và duyên phận. Trên đời này mỗi thứ đều có 2 mặt khác nhau. Có dương tức có âm, và đúng như thế." Dẫu vậy, ông Thượng ngoài mặt lúc nào cũng giả bộ chẳng tin ma quỷ thánh thần. Hôm đó nhằm đầu giờ chiều, ông Thượng và ông thầy Tàu Túc đang xăm xăm đi
thì gặp một toán quân Khmer đỏ, khoảng 5 thằng đang đi tuần theo con suối. Hai người bèn nấp sau bụi cỏ thủ sẵn con dao, vì súng ở trên xe nổ nên hư không sử dụng được. 5 thằng ấy cách chỗ hai người núp tầm mấy bước chân. Hai người hồi hộp chờ đợi, nhưng khi bọn nó vừa sắp đi qua thì ông Thượng bị con rắn quấn vào chân sắp cắn. Nhanh như cắt, ông Túc nắm cổ con rắn quăng ra sau. Ngay lúc đó vì nghe tiếng động trong bụi bọn chúng quay lại, phát hiện hai cái mũ tai mèo, liền nã đạn xối xả. Hai người đàn ông chỉ biết bỏ thôi. Lúc ấy ông Thượng vùng hết bình sinh hét lên. Chạy! Chạy! Ông Thượng và ông Túc chạy bán sống bán chết, đằng sau đạn bay vèo vèo qua đầu. Nhưng khi chạy được một đoạn thì hai người bị ngã lọt ngay xuống một cái khe rất sâu. Vừa đáp đất, ông Thượng ngã xuống chả thấy đau gì cả, như nằm trên cái gì đó rất êm. Một thứ mùi quen thuộc xộc vào mũi, chính là của xác chết. Trong cái khe đó rất tối, ông Thượng sợ thấy như cái gì đó lạnh rã ra như rau câu khi đụng mạnh vào. Ông hiểu ra chuyện gì nên nôn ói liên tục. Ông Túc liền bịt miệng vì bọn Khmer vẫn còn ở trên. Bọn chúng mà biết thì toi đời. Tới khi bọn chúng đi qua, hai người ở đó đến khi ông Túc bật cái hột quẹt lên, thì ông Thượng xanh mặt khi nhận ra ở dưới cái khe đó toàn người chết chất chồng lên nhau. Họ bị giết bằng dao, rất nhiều xác, và ngay sát mặt ông Thượng là một cái xác mặt đầy ròi bỏ, đang bỏ tới bỏ lui trong hai cái hốc mắt. Chỉ có ông Túc là bình thản. Ông bấu tay vào hai chỗ nứt trên khe đá, rồi phi thân nhảy lên dễ dàng, còn ném cái dây leo kéo ông Thượng lên. Cái khe sâu thế mà ông Túc bật lên dễ dàng, nên ông Thượng biết ngay ông này dạng không phải tầm thường. Đến khi thoát khỏi vòng vây, hai người mới biết khổ là như thế nào. Khi tắm không có xà bông, mùi của xác người ám vào quần áo, tắm cỡ nào cũng không ra hết mùi, và ròi bám vào đầy tay chân, chỗ nào cũng có. Đến cả lúc tắm xong định sáng mai đi tiếp, thì ruồi rừng bâu đầy, hôi kinh khủng khiếp. Đi được một ngày thì lạc trong rừng, hai người không tìm được lối ra, cứ đi quanh quẩn một chỗ. Lương khô thì hết, nước đã cạn, ông Thượng đói hoa cả mắt. Lạ thay, ông Túc chả sống dân thành phố, cứ như ở trong rừng lâu rồi, vì ông Thượng thấy ông Túc rất nhanh và thạo đi rừng. Ông Túc đào củ rừng, uống nước trong các vách đá có khe nhỏ. Hai người cầm cự được hai ngày, tới ngày thứ ba thì đằng xa ông Túc phát hiện có một ngôi làng. Ông Thượng mừng lắm vì chắc mầm sẽ được bữa no. Khi cả hai vừa vào thì rất tuyệt vọng vì trong làng chả có ai cả. Ông Thượng gần như hoảng loạn khóc như con nít. Ông Túc trấn an động viên, đợi đồng đội đến cứu. Hai người ráng tìm lục mọi thứ để ăn, nhưng chỉ tìm được một con chó ốm trơ xương do dân bỏ lại. Hai người đành làm thịt nó, tới tối lựa cái nhà nào đó trong làng ngủ cho lại sức. Đêm đó ông Thượng ngủ chung với ông Túc, nhưng vì quá đói nên cứ chằn chọc. Sức thanh niên ăn một con chó ốm như thằng bệnh lao thì chịu sao nổi. Ông Thượng cứ thao thức mãi không thể ngủ được. Đang đói tự nhiên ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Ông Thượng lay ông Túc, nhưng ông vẫn ngủ như chết. Ông Thượng bỏ ra ngoài coi thử là cái gì mà thơm dữ vậy. Bên ngoài, một không gian yên tĩnh. Tuy trời tối nhưng có trăng nên rất sáng. Ông Thượng lần theo cái mùi thơm ấy đi coi thử, thì tới một khúc suối kế bên là cái thác. Ông Thượng thấy một cô gái đang tắm. Ông Thượng tò mò núp trong bụi lén nhìn. Cô gái đó rất xinh, dáng người đoán là con nhà quyền quý, tóc rất dài. Tắm xong cô ấy quấn khăn đi lên. Ông Thượng liền chạy theo vì đoán chắc quanh đây còn có người sẽ tìm được giúp đỡ. Nhưng khi chạy theo thì cô ấy chạy như bay, không tài nào mà chạy theo kịp. Ông Thượng chạy đến một ngôi đền ở đầu làng thì cô gái biến mất. Ba hôm sau đều xảy ra chuyện đó nên liền kể lại cho ông Túc nghe, nhưng ông lại nói: Nị đừng đi theo, nguy hiểm lắm, không tốt đâu. Ông Thượng hỏi tại sao thì ông Túc bảo đó là ma. Nó ở đó không ai cúng bái nên hay giở trò hại người. Ông Thượng không tin nói: Dạ ôi, anh mê tín dữ. Em không tin,
đảm bảo có dân ở đây. Tối nay em vô đền thử coi xem sao, có khi lại gặp được người. Đêm đó trời mưa dữ rồi, ông Thường lại ngửi mùi thơm thoang thoảng và nghe tiếng cười của cô gái rất nhỏ. Ông chạy ra thì gặp cô gái đó ở dưới mưa, trên người mặc quần áo giống người dân Campuchia, lại mang nhiều vòng vàng, cách ông có mấy bước chân. Ông Thường liền chạy và hô to. Cô dì ơi, tôi là bộ đội Việt Nam. Chưa nói dứt câu, cô gái lại vụt chạy cũng như mấy lần trước tới cửa đền thì mất tiêu. Ông Thường tò mò mới mở cửa đền ra. Bên trong các pho tượng để ngổn ngang, bụi bặm ẩm thấp như không có người lâu ngày quét dọn. Lúc sấm sét chớp lên, ông Thường giật mình vì trong ánh chớp thấy ngay góc tường là cô gái lúc nãy đang ướt vì mưa. Cô gái ngồi gục, quay mặt vào trong tường đang run rẩy vì lạnh. Ông Thượng vừa đi vừa nói. Cô có sao không? Tôi là bộ đội, không làm hại cô đâu. Bất thình lình có một bàn tay thò ra níu vai ông lại. Ông Thượng quay lại thì thấy ông Túc đanh mặt, tay lăm lăm con dao. Ông Túc dùng dao chùi vào áo cho sáng rồi cắt vào tay trái ông Thượng. Cắt ngay ngón giữa làm ông Thượng đau điếng. Nhưng ông Thượng vẫn hớn hở. Anh Túc, em gặp cô gái này nè anh Túc. Chưa kịp định thần thì ông Thượng như đơ họng. Ngay lúc quay mặt lại là một cô gái đang treo cổ lủng lẳng chết đã khô, mặc quần áo dáng vẻ y chang lúc ông gặp. Ông Thượng như mất hồn rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình trong làng đã có bộ đội đang truyền dịch cho mình. Kế bên là ông Túc. Lúc ấy đã qua 3 hôm từ lúc ông ngất đi. Sau này lành bệnh, ông Túc mới kể cho ông Thượng nghe về đêm hôm đó và những điều bí ẩn về ông. Sau khi rời ngôi làng đó một thời gian, ông Thượng và ông Túc bắt đầu lên đường cùng đơn vị mới. Vì sức khỏe có chiều đi xuống nên được về hậu phương dưỡng bệnh, nhưng cả hai lại xung phong tiếp tục ra chiến trường tiếp vì ai cũng canh cánh cái mối nợ máu của dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn chiến trường Campuchia khốc liệt, đến giờ phút này sau mỗi lần kể lại, nét mặt của ông Thượng vẫn còn hẳn lên cái nét sợ hãi khi bị lạc trong rừng và phải đối mặt biết bao hiểm nguy rình rập. Năm 1978, ông Thượng cùng ông Túc và những đồng đội trải qua những câu chuyện vô cùng khủng khiếp trong những cánh rừng chết chóc. Khmer Đỏ là những con ác ma với nỗi khiếp sợ. Chúng không bao giờ có hai chữ khoan dung. Nhiều đồng đội bên ta đã ngã xuống nhưng không tài nào biết được tiếng súng ở đâu trong những tán lá dày đặc đó. Có một lần ông Thượng và ông Túc được lệnh cứu đồng đội đang mắc kẹt ở cánh rừng phía nam. Khi tới nơi ai cũng rớt nước mắt. Mấy người đồng đội đó bị phục kích chết, còn bị tụi nó lột da treo trên ngọn cây, cắt bộ phận sinh dục bỏ vô họng. Khi ông Thượng cắt dây đưa đồng đội xuống, hai tay vẫn run rẩy, nước mắt ướt đẫm. Có mấy anh lính mới chưa quen mùi chiến trận thì ói ngay tại chỗ. Buổi hôm đó vẫn ám ảnh ông Thượng tới tận bây giờ. Dù ai cũng sợ, nhưng chỉ có ông Túc thì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Thượng có cảm tưởng ông Túc đã khá quen với cảnh tượng này rồi. Khi cùng ông lạc trong rừng cho tới khi trải qua những chuyện trong chiến tranh, ông vẫn giữ được cái nét bình tĩnh của một người coi nhẹ cái chết. Có lần ông Thượng có hỏi, anh Túc, anh thấy điều gì đáng sợ nhất? Ông Túc nhìn lên bầu trời rồi nói, khi những người mình biết, mình quen, chết trước mắt mình. Mãi sau này ông Thượng mới biết thân phận của ông Túc. Từ khi ở khe đá và trong ngôi làng đó, ông Thượng biết ông Túc không phải là dạng vừa. Cuộc đời ông là một chuỗi bất hạnh, còn đi chung những điều kỳ lạ huyền bí. Ông Túc tên thật là Lý Tử Túc. Ông lớn lên trong một gia đình giàu có, ba làm lái buôn, nhưng mẹ ông lại là con ở trong nhà. Nhà lại đông anh em, ông là con ghẻ nên thường xuyên bị bắt nạt. Một hôm có một ông già tóc bạc, bận áo vàng đến nhà ông. Bà ông liền nói, thầy muốn đứa nào thì cứ bắt nó. Ông già đảo mắt một hồi, trong đám trẻ ấy có một đứa con trai với đôi mắt không biết sợ hãi là gì. Từ đó ông theo sư phụ học đạo. Bên Trung Quốc khi đó rất nhiều giáo phái khác nhau,
bùa chú các loại. Ông Túc theo học sư phạm đủ các loại phép, bấm độn, thông minh gọi hồn, khắc môn, hỗn thuật, bắc khái môn chỉ đạo. Khi ông Thượng hỏi trong phim Ma Hồng Kông có thuật cương thi, thì ông Túc nói chưa bao giờ thích thuật cương thi bao giờ. Ông chỉ biết mỗi lần muốn làm việc gì đó thì ông sẽ làm lễ tế vong môn. Ông cũng chả thờ gì, chỉ có tế vật sống rồi khấn. Ông sống trên núi một thời gian khá dài nên ông rất thạo đi rừng. Cái gì trong rừng ông cũng biết. Rồi một hôm sư phụ ông Tư gọi ông vào. "A Túc à, con nghe sư phụ nói, lão nhân gia nhà con hồi xưa đã nhờ ta nên mới mua mày bán đắt. Ta chỉ cần một đứa con của hắn để truyền lại nghiệp tổ. Bây giờ con đã học xong, nhưng gia đình con số mệnh đã cạn. Giờ đây không tránh khỏi tai kiếp. Con hãy xuống núi gặp lão gia nhân nhà con đi." Ông Túc không muốn đi, nhưng sư phụ cứ ép nên đành xuống núi. Dẫu sao trong lòng ông cũng rất nhớ nhà, vội vàng trở về gặp cha mẹ và các anh chị em trong gia đình. Nhưng cũng là lần cuối ông gặp lại họ. Năm đó cách mạng văn hóa bùng nổ, đi đâu cũng có hồng vệ binh có mặt. Ông về tới cũng là lúc cả nhà đều đang bị đem ra xét xử. Cha ông bị vu tội gian thương, bị cách mạng xử bắn tại chỗ. Còn mẹ và anh chị em bị dân làng ném đá tới chết. Ông tới nơi xét xử thì chỉ còn những cái xác treo ở đầu làng. Ông đau khổ quay lại núi thì sư phụ cũng qua đời. Không còn ai, ông lang thang khắp nơi rồi theo đoàn người Hoa Kiều ở Quảng Châu đi vào Sài Gòn vượt biên. Đi tới vùng đất mới, ông được những người Hoa giúp đỡ ông mở một tiệm quan tài chuyên môn khâm liệm người chết. Quay lại câu chuyện ở chiến trường Campuchia. Sau một tháng trong rừng, ông Thượng được cấp trên thông báo đánh một trận quyết tử giải phóng Phnom Penh. Ông Thượng và đồng đội ai cũng hồi hộp lo sợ. Không phải nỗi sợ cái chết sẽ đến với mình, mà nỗi sợ không thể rửa sạch mối thù xương máu với bè lũ Khmer Đỏ. Về phần ông Túc lúc nào cũng an ủi anh em. Có người cười khi nghe tin có trận đánh lớn, có người viết thư tuyệt mệnh gửi trước cho gia đình. Riêng ông Túc vẫn điềm nhiên như bao lần vào sinh ra tử. Năm 1979, ông Thượng cùng đồng đội đánh vào vành đai bảo vệ chủ lực của Khmer Đỏ, con đường dẫn vào Phnom Penh. Do phòng ngự của chúng khá mỏng nên dễ dàng bị bộ đội ta thọc sâu. Khi bên trực diện nhau, đồng đội của ông Thượng ngã xuống rất nhiều. Ông Thượng nói lúc đó giết người còn dễ hơn giết một con gà. Cứ bóp cò là bắn chết một kẻ địch mà không một chút sợ hãi. Chỉ có một điều làm ông Thượng đến giờ vẫn còn rất ân hận. Trong lúc hai bên giằng co nhau quyết liệt, khi tiến sát vào một nhà có một thằng nhóc nhỏ xíu da đen cầm khẩu súng chĩa thẳng vào phía ông Túc. Ông Thượng không một chút do dự bắn thẳng vào đầu đứa bé ấy. Sau sự việc này, ông Thượng lúc nào cũng buồn khi nhắc lại. Bọn Khmer Đỏ rất khốn nạn khi đưa trẻ em vào chiến tranh. Dẫu vậy, nhưng không ai để tình cảm xâm chiếm. Ông Túc nắm tay ông Thượng lôi đi vì cuộc chiến chưa kết thúc. Khi tiến thẳng vô thành phố, dán vô mắt ông Thượng là một thành phố chết, không có một bóng người xung quanh. Mọi nhà đều mở cửa, kể cả các tiệm tạp hóa. Ông Thượng cùng đồng đội lục soát một căn nhà. Bên trong toàn là vàng, dây chuyền, nhẫn đều bằng vàng. Dẫu vậy quân đội Việt Nam có kỷ luật thép nên đồng đội ai nấy cũng tản mát đi lùng sục tăm hơi của đám Khmer Đỏ ác ôn. Không ai động tới một hào, một cắc nào. Khi giải phóng thủ phủ Phnom Penh, ông Thượng cùng đồng đội đã cứu được rất nhiều người dân trong các trại tập trung do quân Khmer Đỏ lập nên. Trước mắt ông là những cánh đồng xương trắng, biết bao nhiêu người chết trên mảnh đất này. Những người sống sót nói bộ đội Việt Nam là những người Phật sống giải cứu họ. Nhưng sâu trong thâm tâm ông Thượng vẫn có chút cắn rứt. Ông cảm thấy mình tội lỗi khi tự tay giết một đứa trẻ. Ông đem chuyện đó tâm sự với ông Túc. "Anh Túc, em thấy mình ác quá. Em đã giết một đứa trẻ. Em thấy mình có lỗi." Ông Túc nhìn ông Thượng và nhìn mọi người xung quanh, rít một hơi thuốc dài. "Nị đừng nghĩ như thế. Chỉ
Chiến tranh mà không tránh khỏi đâu. Nị không giết nó sẽ giết nị. Ông Túc cứ thế an ủi vỗ về bạn mình. Rồi một hôm cả đơn vị giật mình, tiếng súng dài đâu đó. Lại thấy ông Thượng bị thương ở bên hông. Mọi người cứ nghĩ là có địch tấn công, nhưng không phải, chỉ có ông Túc mới hiểu. Do vết thương quá nặng nên ông Thượng được chuyển về Việt Nam chữa trị. Ông Thượng tạm biệt mọi người và ông Túc, tạm biệt luôn cuộc chiến còn dang dở này. Thật ra ông Thượng tự gây ra chuyện đó để đảo ngũ, vì ông bị ám ảnh tột cùng. Chỉ đành về hậu phương xin làm chân quân y cho nguôi ngoai. Về tới quê hương, ai cũng giật mình vì tưởng ông đã hy sinh. Mọi người trong gia đình rất vui vẻ, nhất là ông bà nội quý. Ở quê hương một thời gian, ông rất nhớ các đồng đội cũ và ông Túc, người ông coi như ruột thịt của mình. Trước khi đi, ông có ghi lại địa chỉ sau khi chiến tranh kết thúc, gặp lại nhau tại một địa điểm đã hẹn. Chính quyền Việt Nam trọng người tài nên ông Thượng được chọn đi học ở Tiệp Khắc, một nước thuộc Đông Âu Liên bang Xô Viết. Sau nhiều năm học ở nước ngoài, ông Thượng trở về Việt Nam khi chương trình học kết thúc. Ông không ở miền Trung mà đi vào miền Nam lập nghiệp. Người ông muốn gặp đầu tiên là ông Túc. Sau bao nhiêu năm xa cách, hai người gặp mặt nhau, uống ly rượu, nói chuyện xưa, chuyện về khu rừng chết chóc và những cánh đồng xương trắng, những đồng đội đã ngã xuống ở Campuchia. Vậy mà mãi về sau này, ông mới kể cho Quý nghe. Trong những lần đàm đạo sau này, Quý thường nghe có một câu chuyện hai người đàn ông này hay kể. Đó là giai thoại về ông Bảy Xăm, đồng đội cũ của hai người. Ông Bảy là nỗi khiếp sợ với chính quyền cũ Mỹ ngụy. Nghe cha mình và ông Túc kể, hồi xưa chỉ cần cách mạng mình nói kẻ chỉ điểm hay phản cách mạng hay hại nhân dân, ông Bảy sẽ chọn một nơi thích hợp để ra tay. Ông Bảy không bao giờ dùng súng để trừ khử, mà dùng con dao sắc bén cắt đầu đám bán nước. Ông Bảy thường nói với đơn vị mình, súng đạn là ngốc nghếch, lưỡi lê là khôn ngoan. Thời đó loạn lạc, số người mà ông trừ khử rất nhiều, không biết bao nhiêu cái đầu rơi xuống từ con dao đó. Chính vì giết quá nhiều người, sau khi hòa bình lập lại, gia đình ông Bảy gặp ngay tai họa thảm khốc. Ông Bảy mất trong một cơn mưa lớn, ông chết chìm trong cái lu mà ai cũng bất ngờ. Từ đó con cháu trong nhà ai cũng phát điên. Ông Bảy sinh thời có ba người con thì cả ba đều chết trẻ. Ông Dần là con thứ ba cũng bị chết ở ngoài sông. Bà vợ cũng mất khi sinh ra con bé Hồng. Hồng năm đó chạc tuổi Quý, sống cùng bà nội. Ai cũng nói này nói rõ rằng gia đình vô phúc, ăn ở thất đức nên họ xa lánh dè bỉu không dám đến gần. Hồng từ đó lớn lên trong mặc cảm, còn nít trong xóm không ai dám chơi, chỉ có mình Quý làm bạn. Có lần Quý còn nhớ rõ Hồng hỏi, Quý không sợ mình sao? Quý trả lời, không, cậu dễ thương lắm. Tuổi thơ Quý lớn lên cùng Hồng nên hai đứa chơi với nhau rất thân. Hồng hay đến nhà Quý chơi, bà Ngàn thường hay đùa, Hồng sau này làm con dâu cô nhá. Những lần như thế Hồng hay đỏ mặt mà chạy đi. Ông bà Thượng rất thương Hồng, lần nào gặp mặt ai cũng vui vẻ. Nhưng ông Túc thì không. Ông dùng hai cây nhang bẻ làm đôi, sau đó đốt rải ra, đoạn vẽ ra hình gì đó rồi nói, ai chà, nghiệp số con bé không sống qua tuổi 16 đâu. Lúc ấy Quý chỉ thấy tức cười vì coi là toàn mê tín. Nhưng thấy cử chỉ của ông Túc và nét mặt của cha mình có vẻ gì đó rất căng thẳng, báo hiệu chuyện gì đó rất khủng khiếp mà tương lai Hồng sắp phải đón nhận. Cuộc sống trôi qua cùng với thời gian rất nhanh, càng lớn lên Hồng càng xinh đẹp. Cái nét xinh của Hồng làm tôi rung động lúc nào không hay. Hồng không những xinh mà còn học rất giỏi, môn nào cũng giỏi. Đám con trai lúc nào cũng tán tỉnh đòi đưa đón, nhưng Hồng chỉ cho Quý chờ thôi. Từ nhỏ tới lớn hai đứa lúc nào cũng đi bên cạnh nhau. Nguyên xóm ai cũng nói hai đứa thế nào cũng yêu nhau. Dĩ nhiên Quý cũng mong như thế. Nhưng cuộc sống nó không giống như cuộc đời, không phải ai cũng may mắn.
mọi chuyện số kiếp tới là nó tới, không có gì cản nổi. Chuyện xảy ra khi Hồng vừa tròn 16 tuổi. Cái ngày Quý định mua quà sinh nhật cho Hồng, sẵn đưa đi học rồi tặng luôn. Nhưng khi tới nơi gọi cửa, thì trong phòng có tiếng la hét đau đớn của Hồng vọng ra, làm Quý bàng hoàng. Thả cho tôi không muốn thấy mấy người nữa, cút đi. Nghe tiếng la hét thất thanh ấy, Quý có cảm giác chuyện gì đó không lành, liền mở cửa cổng vào trong. Nhưng khi vừa xông vào thì bà nội của Hồng cản lại. Ủa Quý, có chuyện gì không con? Quý chau mày đáp. Nội, con nghe tiếng la hét của Hồng, có chuyện gì vậy? Nét chân chìm trên đôi mắt của bà nội Hồng toát lên nét không vui, nhưng cố gắng vui vẻ để che giấu đi nỗi buồn. Không có chuyện gì đâu con cứ đi học đi nha. Quý cố gắng muốn hỏi tiếp nhưng bà cứ bắt phải đi. Quý đành phải chấp nhận lời của bà. Sau khi đi học xong, Quý ráng đảo mắt xung quanh nhà của Hồng xem cô có bị làm sao không, nhưng trong nhà chỉ là sự im lặng. Quý cứ nghĩ chắc chuyện đàn bà con gái vài hôm chắc không sao. Bẵng trôi qua 3 ngày mà không thấy Hồng đi học. Các bạn bè cùng thầy cô đến thăm nhưng cũng bị lời ngăn của bà nội cô. Từ đó trong trường nổi lên tin đồn. Mày nghe tin gì chưa? Con Hồng nó sắp bị điên. Cả gia đình nó ai cũng bị mà. Có những đứa ác mồm ác miệng thì bảo gia đình Hồng ác giả ác báo. Buổi tối Quý không ngủ được. Ngay buổi tối đó Quý quyết định đột nhập nhà Hồng xem chuyện gì đã xảy ra. Ngôi nhà nằm trong con hẻm. Ba mình mấy năm trước thì được xem là ngôi nhà khá giả, vì hồi xưa ai mà ở nhà xây bằng gạch xi măng lại có lầu là giàu sang lắm. Lúc ông Bảy Xăm còn sống, nhà Hồng được sống trong cảnh sung túc, ruộng vườn rất là nhiều, con cháu lúc nào cũng đông đủ. Nhưng khi ông mất, gia đình sa sút hẳn. Con cháu trong gia đình bị điên một cách bí ẩn, tài sản trong gia đình lần lượt ra đi để chữa bệnh, còn lại hai bà cháu đùm bọc nhau để sống. Khi tới nơi trước mắt Quý, ngôi nhà đã trải qua 5 tháng nhìn nó cũng đã rất cũ. Từ nhỏ đến lớn Quý rất hay tới nhà của Hồng nên rất dành đường đi lối bước trong nhà. Chỉ cần trèo cây me kế bên hông nhà là có thể lên được bậc thềm trên lầu. Đánh mắt nhìn vào trong, xung quanh là một màu tối đen, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi trên bàn. Quý cất tiếng gọi nhỏ, sợ bà nội của Hồng nghe thấy thì tiêu. Hồng ngồi lù lù ngay góc giường. Vừa nghe tiếng Quý ngoài cửa, cô vội chạy ra ôm lấy Quý khóc nức nở. Quý cũng hơi bàng hoàng và ngượng, dù thân quen đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy ôm Quý như thế này, và cũng là lần đầu thấy cô ấy sợ đến như thế. Nhớ dạo còn nhỏ, Quý là người yếu đuối lắm, toàn bị mấy thằng xóm trên ăn hiếp. Tụi nó toàn canh Quý đi mua đồ cho mẹ là chặn đường ăn rồi tụt quần Quý. Chỉ có Hồng ra cứu và đánh nhau với bọn nó. Hồng gai góc lại mạnh mẽ, bọn nó đánh toàn thua nên rút lui. Sau đó đi học tụi nó toàn chọc quê con Hồng khùng, yêu thằng con gái rồi cười. Quý cũng tức lắm. Gan lì gan góc như con trai, nhưng bây giờ trước mắt Quý thật là đuối. Đầu tóc rối bời chảy dài xuống, gương mặt hình trái xoan ngày nào trông vẻ đáng yêu, nhưng lúc này đôi mắt quầng thâm, da rẻ tái nhợt, có gì đó rất đáng sợ khắc trên gương mặt cô ấy. Hồng nhìn Quý cầu khẩn. Tôi không muốn ở trong nhà này nữa, có chuyện khủng khiếp lắm. Thấy Hồng hoảng loạn, Quý cũng không dám hỏi gì thêm. Nhưng trong lúc đêm khuya như thế này, đưa cô ấy đi đâu bây giờ? Lúc đó Quý nghĩ chỉ có đưa cô ấy về nhà, chỉ có cách đó thôi. Nhưng Hồng có vẻ hơi ngượng, dù sao một cô gái đến nhà con trai ngay lúc này cũng không tiện. Nhưng thấy tình trạng của Hồng bây giờ thì Quý không kìm lòng được. Phương nắm tay Quý thật chặt, hai đứa chạy ra bên ngoài. Vừa đi cô không dám quay đầu lại. Thật ra đã xảy ra chuyện gì mà làm Hồng hoảng loạn đến thế? Thế là ngay trong đêm Quý dẫn Hồng về nhà. Trong lòng cũng rất lo lắng. Một phần không biết ăn nói với ba mẹ ra sao, một phần lo cho Hồng vì sức khỏe cũng không được tốt.
Thời gian gần đây chắc cô ám ảnh không ăn uống được gì nên nhìn người có vẻ tiểu tụy. Quý lẻn đi cửa sau, sau lên đó đi lên căn phòng. Cũng hên lúc đó ông bà Thường đã đi ngủ chứ không biết ăn nói ra sao. Lạ thay vừa vào đến phòng Hồng lại bảo: Quý ơi, hết đêm nay tôi sẽ đi luôn không gặp ai nữa. Quý ngây người mấy giây rồi hỏi: Tại sao bà nghỉ học dữ vậy? Lúc tôi qua chở bà, nghe tiếng hét của bà. Thật ra có chuyện gì? Nhắc lại chuyện đó, Hồng mặt mũi tái mét. Một hồi sau chấn chỉnh, Hồng mới hỏi: Ông có tin chuyện ma quỷ không? Để tôi kể cho ông nghe. Tối hôm đó khi đi học về, phụ nội dọn gánh xôi xong, Hồng lên lầu thay quần áo rồi tắm chuẩn bị bài cho ngày mai. Nhưng lúc nào cô cũng có cảm giác như ai đó đi theo mình. Khi ăn tối xong đang làm bài tập thì ngay mé cửa sổ nghe tiếng gọi rất nhỏ. Tiếng gọi nhưng cứ vang vang, tưởng người ta gọi bà nội chuyện gì. Nhưng khi ra mé cửa để dòm xuống thì lúc đó cô mới lộ rõ sợ hãi. Cái nét sợ hãi con người thường bộc lộ một nét u uất khác thường. Cảnh Hồng thấy ở góc tối đó là một người đàn ông bận đồ rằn ri, ăn mặc giống như mấy ông sĩ quan thời Mỹ Ngụy và đứng sát bên cửa sổ. Lúc đầu cô tưởng ăn trộm, nhưng một hồi mới nhận ra người đàn ông đứng lơ lửng trên không, không thấy đầu ở đâu. Cô bấn loạn la hét loạn xạ. Lúc ấy bà nội nghe tiếng hét mới đi lên, thấy cô đang bỏ bốn chân đi không nổi. Bà nội mở đèn lên, mở tung cửa sổ bên ngoài, nhưng chẳng thấy gì cả, nên nghĩ là Hồng chắc học nhiều quá nên mệt kêu nghỉ vài hôm đi. Nhưng đêm nào cô cũng nhìn thấy, cứ nghĩ mình có bị điên giống như ba và mấy chú. Bà nội thấy vậy liền nhốt cô không cho ra ngoài. Hồng bỏ ăn, mất ngủ, cứ mở mắt ra là thấy những người lính ngụy và rất nhiều người khác. Kể tới đây quyết định hỏi tiếp nhưng thấy Hồng đã ngủ, Tài vẫn ôm mình như người che chở cho cô ấy. Quý đoán chắc có chuyện gì đó rồi. Một là Hồng bị điên, hai là cô ấy bị ám thật. Sáng hôm sau đang ngủ ngon thì Quý bị đánh thức một tiếng nói to từ sau bếp. Nhìn qua thấy Hồng đang nấu ăn, còn mẹ Quý đang lặt rau. Hai người nói chuyện về món ăn nghe rất vui vẻ. Bà Ngàn còn khen Hồng nấu canh chua ngon. Thấy Hồng cười rất vui, khuôn mặt hình xoan, mái tóc đen buông xõa, đôi mắt nai hút hồn cùng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Bất giác Quý lại nghĩ cùng cô ấy đi tới nơi nào cũng được, tới mọi khung trời góc biển. Vừa lúc ấy đằng sau Quý cảm thấy trời như tối sầm lại. Quay lại thấy đôi mắt trừng trừng đang nhìn mình, đó là ông Thường. Ông đang rất nghiêm nghị như đang tức giận. Lúc đó Quý cảm giác mồ hôi mẹ và mồ hôi con cứ túa ra như mưa. Ông Thường tiến lại gần, tim Quý cứ co thắt lại. Bất ngờ, ông Thượng vỗ vai con nói nhỏ. Ông vừa nói vừa cười: Khá lắm con trai. Hồi bằng tuổi con ta còn đi chăn trâu, giờ con dẫn con dâu về nhà ở thật là hơn ta rồi. Nè, tối hôm qua có chuyện gì không? Tiết lộ cho ta nghe đi. Trong bàn ăn, Hồng thú nhận và kể mọi chuyện cho cha mẹ Quý nghe. Hai người chăm chú nghe câu chuyện và cũng rất thông cảm chuyện xảy ra với Hồng. Dẫu sao ông Thường với nhiều năm sống bên nước ngoài, là người tiếp xúc nhiều lối sống và văn hóa Tây Phương nên rất dễ dãi, thoải mái. Chỉ cần không ảnh hưởng tới ai hay phạm pháp thì cứ sống theo cách của mình nên chẳng ý kiến gì thêm. Đang nói thì ngoài cửa có tiếng gọi, bà Ngàn ta mở cửa, thì ra là nội của Hồng. Tới sáng không thấy cô trong phòng nên nội đi tìm khắp nơi. Vừa thấy bà là Hồng tái mét: Con không về với nội đâu, con sợ căn nhà đó lắm. Nhưng bà nội cứ phải bắt: Con không về, nội biết làm sao đây. Ngay lúc đó không hiểu sao bà Ngàn nói: Bà cứ để con bé ở đây cũng được, con bé sợ như thế bắt ép cũng không được đâu. Lúc đầu nội Hồng cũng cố đưa cháu về vì sợ làm phiền, một phần cũng lo chuyện gì xảy ra đối với Hồng. Nhưng ông bà Thượng cũng thương Hồng, phần vì bên nhà cô ấy không có điều kiện ba mẹ mất sớm, phần vì bà Ngàn được nghỉ 2 tháng phép nên có Hồng nói chuyện cho đỡ buồn.
thuyết phục được bà nội Hồng đồng ý, lòng Quý cũng vui lắm. Hai ông bà bàn bạc rồi đưa quyết định dọn cho Hồng ở trên cùng bà Ngàn. Ông Thường thì qua phòng Quý ngủ, nhưng chuyện không đơn giản theo cách chúng ta vẫn thường nghĩ. Hằng ngày, Hồng cùng Quý đi học. Trước về phụ làm việc nhà, mọi chuyện cứ như trong mơ đối với Quý. Hồng vừa sinh vừa học giỏi, lại nấu ăn ngon, lại lấy được lòng ba mẹ, lại ở chung nữa chứ. Nhưng cũng từ đó gia đình Quý chịu bao nhiêu tin đồn ác ý, làm Hồng cũng ngại lắm. Mọi chuyện đang yên lành thì chuyện xấu lại bắt đầu xảy ra. Đó là khi con chó Quý nuôi đêm đó nó sủa rất nhiều vào góc vườn. Sáng ra thấy nó chết lẻ lưỡi, hai mắt trợn ngược lên. Ai trong gia đình cũng buồn bã, tưởng bị bọn cẩu tặc thuốc chết. Nhưng điều đáng chú ý là đôi mắt con chó nó đen thui, mắt chảy ra cái thứ màu đen, và con chó sờ còn ấm nhưng lại bốc mùi hôi nồng nặc. Chỉ có ông Thượng nghiêm túc nhìn kỹ và đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cùng Quý xách con chó đem đi chôn. Cũng tối hôm đó nhà vốn sống nơi yên tĩnh, vậy mà toàn nghe tiếng động lạ. Khi thì tiếng xung quanh nhà như người đi hành quân, có khi nghe tiếng khóc nỉ non. Một hồi sau thì ầm ầm trên mái tôn ai cũng nghe thấy. Tưởng là trộm, ông Thường với Quý xách dao đi xung quanh nhà thì im lặng, nhưng một hồi sau mọi thứ lại như xưa cũ. Nguyên buổi đêm hôm ấy cả nhà mất ngủ. Sáng ra người mà buồn nhất là ông Thường. Tất cả chim ông nuôi là những con chim quý hiếm ông mua từ nhiều nơi, thường còn hơn chính mình, lại chết hết không còn con nào. Với tình cảnh ấy, Hồng không nén được cảm xúc mà khóc ào lên. Cô xin lỗi bà mẹ Quý nhiều lắm, dự định bỏ về nhà, nhưng mẹ Quý can lại và nói: "Không có gì đâu con, tối nay thế nào cô cũng bắt được thằng gây ra chuyện này." Tối tiếp theo tiếng oái ầm đó vẫn xuất hiện. Quý định lay cha dậy nhưng ông vẫn ngủ say như chết. Chắc buồn quá nên ông uống hơi nhiều. Bà Ngàn cùng Hồng ở trên lầu không ngủ mà chờ đợi. Khi cái âm thanh kỳ quái đó vừa cất lên, bà Ngàn lẻn đi từ ban công trèo xuống cửa sổ, vòng đi đằng sau xem thằng nào con nào nửa đêm nửa hôm phá nhà người ta. Sau khi vòng đằng sau thì âm thanh đó im lặng, bà Ngàn mới đi thêm vòng ra trước nhà. Khi đi tới chỗ cây mít, lúc đầu đi qua thì bình thường, nhưng khi đi được một chút thì lúc đó mới thấy, nhìn quanh ánh đèn ngoài có sáng le lói, bà thấy một người đàn ông đang núp sau gốc cây. Bà mừng lắm vì nghĩ sắp bắt được thằng khốn nạn này rồi. Bà kiếm khúc cây định nện cho một trận, nhưng khi tới gốc cây thì mới thấy kỳ lạ, nếu để mặt ra phía trước thì thằng cha đó đã chạy rồi. Nhưng không, hắn đứng yên một chỗ. Càng tới gần bà càng thấy lạnh lẽo. Tới gần gần một chút nữa thì trước mặt là một người đang bận áo đàn ri, mang giày ống, nhưng phần thân trên thì không thấy đầu đâu cả. Lúc ấy bà mới biết đang gặp thứ gì rồi. Dù sợ lắm nhưng bà ráng im lặng bước nhẹ nhàng đi vào, thắp nhang bàn thờ rồi vào trong đắp mền. Sáng hôm sau, ông Thượng định đi đánh răng. Một đêm được ngủ thoải mái sau khi mấy đêm không ngủ ngon giấc thì bị bà lôi vô phòng khách. Thấy mặt vợ mình biến sắc, ông cũng đoán ra chắc có chuyện gì đó không tốt rồi. Hai người nói chuyện căng thẳng lắm. Bà kể hết chuyện tối qua rồi mấy chuyện mấy hôm nay gia đình mình gặp phải. Hồng nghe hết, cô khóc nức nở rồi chạy nhanh ra ngoài, vừa đi vừa khóc. Quý cũng chạy theo. Ngay lúc đó trời cũng đổ những cơn mưa nặng hạt. Hồng cứ như chạy không biết đi nơi nào, cứ chạy mãi. Khó khăn lắm mới đuổi kịp thì đã tới bến sông. Hồng toan nhảy xuống, may thay Quý liền ôm choàng lấy níu cô lại. Hồng hét lên vùng vẫy: "Bỏ tôi ra, tôi không muốn hại ai thêm nữa." Quý cũng cuống lên: "Tôi không bỏ bà đâu." Hồng càng hét to lên: "Tôi hại hết người này người khác nhiều rồi, để tôi chết đi, để mọi người sống tốt hơn." Quý cũng hét to lên: "Bà chết, tôi cũng chết với bà." Hồng hơi ngớ người ra: "Ông còn cha mẹ, còn người thân. Tôi không còn cha mẹ, sống chỉ hại người khác thôi." Lúc ấy không biết sao Quý lại dũng cảm như thế. "Bà còn có tôi mà."
Quý vội vàng hôn Hồng, cái nụ hôn dưới mưa từ đôi môi len lỏi vào nhau. Dù cơn mưa lạnh lẽo cũng thổi tan đi bởi nồng ấm cháy bỏng của con tim. Xung quanh thời gian bỗng dưng trôi chậm lại, những cơn mưa như cũng chìm vào quên lãng. Nụ hôn đầu của Quý như thế, vội vàng như một chút rung động của tuổi học trò. Mãi sau này Quý không thể nào quên được cái cảm giác ấy. Quý mình ôm lấy Hồng, cô ấy vẫn run rẩy vì lạnh, những nhịp thở vẫn còn cảm nhận dịu dàng đều đều thổn thức. Có lẽ Hồng cũng dịu đi gật đầu đồng ý. Cơn mưa tắt dần, những tia nắng cũng bắt đầu lộ lên, tay trong tay trong niềm vui vẻ. Nhưng trong đầu Quý biết bao nhiêu rối bời. Về tới cửa thì Hồng bỗng ngất đi, sờ vào trán thì thấy nóng quá trời. Quý bế Hồng, bà Ngàn lấy chai dầu gió còn cha Quý gọi cho cô điều dưỡng gần nhà. Quý thì cứ cuống lên, bà Ngàn kêu con trai đi ra khỏi phòng để bà thay áo cho Hồng vì mưa làm cho ướt sũng. Một hồi sau cô điều dưỡng tới, bà Ngàn đi ra với sắc mặt kỳ lạ, nhưng khi Quý định hỏi thì bà nói với chồng. Anh ơi, Hồng nó sốt nhưng kỳ lạ lắm. Khi cởi áo nó ra, điều mà em thấy là toàn những vệt đen sạm chi chít trên lưng, cứ như vết roi nhưng có màu đen, còn do vật gì đó thì vết bầm là màu tím đậm. Chưa nói dứt câu chuyện thì trong phòng tiếng la hét của Hồng vọng ra. Ba người chạy vô thì bên trong thấy Hồng co giật liên hồi, kèm theo là một màu đen chảy từ trong miệng ra. Mọi người vội vã đưa cô ấy vào bệnh viện một cách nhanh chóng. Từ ngày đó đã 3 hôm, Hồng sốt ly bì. Mọi người thay phiên nhau chăm coi, nhất là bà nội cô không muốn làm phiền, cứ cảm ơn ba mẹ Quý và không muốn nhận sự giúp đỡ nữa. Nhưng hai ông bà vẫn an ủi và hằng ngày vẫn túc trực ở bệnh viện. Dù đã đỡ sốt nhưng những vết đen trải dài trên lưng các bác sĩ dùng mọi biện pháp tích cực để chẩn đoán mà vẫn không biết được là gì. Cũng đã sử dụng mọi cách nhưng cũng không hết được. Bác sĩ bó tay, bà nội khóc xin được cô ấy về nhà. Trong thâm tâm bà nghĩ cô sẽ chết giống như mọi người trong gia đình bà. Nhìn Hồng đang nằm thoi thóp, ông Thượng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Có một người cứu được con bé. Anh Túc, chỉ có anh Túc mới có cách cứu con bé. Bà nội nói với hai người đã nhờ rất nhiều thầy bà mà gia đình cũng đâu tai qua nạn khỏi. Ông Thượng thuyết phục mãi bà mới chấp nhận. Nhận được điện thoại, ông Túc dù bận tới đâu, nhưng nghe có người hoạn nạn ông cũng nén lại tới giúp liền. Đứng trước giường của cô, ông lặng lẽ nhìn rất lâu, rồi đi ra với bộ dạng nghiêm túc. Sau đó ông nói với mọi người. Nếu để lâu, e rằng con bé không qua khỏi đâu. Nếu nị đồng ý đưa cháu về, Ngộ sẽ cố gắng chữa trị cho cô bé. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, bà nội nhìn ông Túc và mọi người rồi nói. Tôi không biết thầy là ai, sợ giống như bà nó lúc mới mất, tôi biết làm sao đây. Lúc này đôi mắt bà ngấn lệ, ông Túc lặng lẽ vỗ vai bà và nói. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng, nhưng bà tuyệt đối phải tin tưởng tôi thì mới được. Cuối cùng bà cũng cho cháu về với sự ngăn cản của các y bác sĩ, nói rằng nếu đưa về chỉ có con đường chết thôi, nhưng bà vẫn cương quyết. Mọi người định đưa Hồng tới nhà bà nội nhưng ông không cho. Nếu ông muốn đưa tới là miếu ông Hổ. Khi xin phép người canh miếu cũng là bạn ông Thượng cho ở đằng sau gian miếu, mọi người ai cũng thấy bất ngờ. Nhưng ông Túc không nói gì cả, chỉ nói mọi người nên làm theo ý ông. Vừa tới nơi, đặt Hồng trên giường, nhờ bà Ngàn kế bên phụ ông, còn mọi người mời hết ra ngoài. Sau khi ông trở phần lưng của Hồng lên, ông dùng kim đâm nhiều huyệt đạo trên người, sau đó dùng sải hoa đắp lên các huyệt đạo. Cuối cùng ông dùng một loại củ nhìn rất nhỏ cắt ra màu đỏ từng lát mỏng, bỏ vô một chảo xông bên hông cho Hồng. Đoạn ông tháo hết kêu bà Ngàn trông không cho ai vào. Xong mọi chuyện ông lặng lẽ ra ngoài kêu ông Thượng mua một con ếch, một bó nhang, một mâm trái cây, giấy tiền vàng bạc. Khi mọi vật đều có ở trên bàn, ông bước vô phòng. Khi ra ngoài trên tay là một nắm tóc của Hồng. Ông Túc nhìn lên bầu trời,
tay cầm nhang bắt đầu khấn trong miệng. Bỗng dưng trời đang yên ả, nổi cơn gió lớn, kèm theo là tiếng động rất lớn. Tiềm Quý lúc ấy cũng như ngừng đập, lạnh hết sống lưng. Sau đó ông dùng tóc và một lá bùa nhỏ hình tam giác màu vàng bóp con ếch há miệng. Ông Túc nhét vô hai thứ ấy rồi đọc tiếp. Con ếch đang vẫy vùng mạnh mẽ thì bỗng nhiên im như thóc, nằm ngay ngắn trên bàn tay ông. Một lúc đọc xong, mắt con ếch chuyển qua màu đen, mình nó chỉ chít những vệt như vết roi giống như trên lưng của Hồng. Điều kỳ lạ khi đưa con ếch nằm trên đĩa, ông Túc bẻ cây nhang thành 5 cây, đặt 5 góc khác nhau. Sau đó dùng hai ngón tay vẩy nhẹ, tự khắc chúng đứng lên giống như những cái cột xung quanh con ếch. Xong mọi chuyện, gió bỗng như lặng lại, mọi chuyện trở lại bình thường, ông thắp nhang. Từ trong gian miếu, tiếng vạc ngàn kêu thất thanh. Mọi người chạy vô thì thấy Hồng bật dậy, nôn ra từ miệng toàn màu đen giống như bùn lầy. Ói xong cô như bừng tỉnh, khóc nức nở khỏi nổi. Hai bà cháu ôm nhau khóc váng lên. Ông Túc moi từ trong túi lôi ra mấy thang thuốc bắc, nhờ nấu thành một chén cho Hồng uống, rồi kêu Hồng nghỉ ngơi, mời mọi người ra nói chuyện. Ông Túc nhìn bà nội Hồng một hồi rồi nói: "Tôi nói cho bà phải trả lời cho tôi biết, bà có nợ nần hay gây thù oán gì với ai không?" Bà nội cũng thật lòng kể hết mọi chuyện cho ông Túc nghe, về chuyện ông Bảy Xăm, tới chuyện tai ương trong nhà bà liên tiếp xảy ra mà con cháu phải chịu đựng. Sau một hồi, ông nhấm ngụm trà rít hơi thuốc dài rồi nói: "Từ khi gặp con bé hồi còn nhỏ, tới khi nó lớn lên gặp chuyện này, tôi có thể lờ mờ đoán ra nhà bà không phải gặp chuyện quả báo, mà có thể nói ai đó đang dùng bùa phép gây ra chuyện này." Ông nói mà hai mắt long lên, bà nội cũng giật mình, ông nói tiếp: "Trước khi mất, ông nhà có gặp thầy bùa nào không?" Bà suy nghĩ một hồi: "Trước khi mất, ông nhà tôi có gặp một thầy bà tên là Năm Thụ ở xóm trên để yểm con dao. Nhưng không thành hay sao, nhà vẫn gặp chuyện." Tới đó, ông Túc quả quyết mấu chốt giải được cái nạn này, chỉ có thể hủy bùa trên con dao mới xong. Tạm thời, mọi chuyện chỉ còn nhờ con ếch thế thân một thời gian. Đợi lâu e rằng không được nữa, phải đến nhà bà Năm Thụ hỏi cho ra lẽ. Nhà bà Năm Thụ ở xóm trên làm nghề bói toán coi số coi đất đai. Nghe mấy bà nhiều chuyện nói, hồi xưa nhà bà ấy nghèo nhất nhì cái huyện, nghèo đến nỗi trong nhà mưa xuống lại y như ở ngoài trời. Hàng ngày bà với mẹ đi mót từng củ khoai tây để sống qua bữa. Bà thì mất sớm, nhà sa sút, mẹ em côi cút. Rồi tự nhiên năm 20 tuổi, nhà bà ta giàu có lên, của ăn của để trong nhà rất nhiều. Ai trong huyện cũng bất ngờ, nhiều người thì nói là bà ta đào được vàng, người thì nói bà Thụ đi buôn trúng lớn. Những tin đồn nhiều như nấm sau mưa. Sau đó chính miệng bà nói bề trên giúp đỡ nhập vào bà, để bà giàu có cứu nhân độ thế. Từ đó bà ta mở coi số coi đất đai, số phận. Nghe nói rất đúng, nên nhiều người coi đông nghẹt. Muốn được gặp bà ta phải bốc số hẹp trước thì mới được. Sáng sớm hôm sau theo con đường lớn đi vào hẻm là tới nhà bà Năm Thụ. Nói là thầy bà mà nhà lớn ghê luôn, nhìn như căn biệt thự. Nhà ông chủ tịch có khi còn thua nhà bà này. Chạy dài từ ngoài hẻm đến sau toàn là xe hơi đủ các loại. Nghe nói toàn các đại gia khắp nơi đổ về nhờ bà xem. Ông Túc cùng ông Thượng và Quý đi thẳng vô mà không đến bốc số, thì bị mấy ông du côn chặn lại không cho. Quý thì sợ muốn chết mấy cái thằng cha này, đánh cho một trận thì có nước mà nhập viện ăn cháo. Chỉ có ông Thượng với ông Túc là gạt tay bọn nó cứ xông vào đòi gặp. Tranh cãi một hồi, từ trong nhà phát ra tiếng nói: "Chúng mày cho bọn họ vào đi, chuyện gì mà thất lễ với khách thế?" Khi bước vô, nhìn vô cái phản gỗ lim đỏ chạm hình đồng phượng là hình dáng người đàn bà mập trắng trẻo, đôi mắt tì hí, trên người toàn vòng vàng, vô số nhẫn hột xoàn trên tay. Đằng sau toàn thờ Phật ở trên, dưới thì toàn bài vị mâm củ.
rất là nhiều. Bà ta nhìn ba người rồi nhổ chầu trong miệng vô cái xô đỏ. Nói: "Hai ông và cậu đây muốn hỏi gì? Để cô xin bề trên hỏi giúp cho." Ông Túc với dáng vẻ nghiêm chỉnh nói thẳng: "Tôi đến đây để hỏi bà về con dao." Bà Thủ cũng ngạc nhiên hỏi: "Con dao nào? Là sao?" Ông Túc cằn giọng như muốn nắn bà từ trong miệng: "Tôi muốn hỏi bà về con dao của ông Bảy Xăm. Bà nhớ chứ?" Nói tới đây tự nhiên sắc mặt bà ấy tái đi, vẫn cố cãi: "Chuyện đó tôi làm không được, nên trả cho ông Bảy rồi." "Tôi lại nghe vợ Bảy Thủy nói con dao vẫn ở chỗ bà. Nếu có chút lương tâm thì hãy ngưng lại, đừng có làm nữa." Bà Năm Thủ vẫn cố nói là không có. Ông Túc tức giận đập cái bàn kết rầm, làm Quý giật cả mình. Ông gằn giọng: "Vậy bà biết thất tán chị Hạ Vương chứ?" Nói tới đó, Quý thấy bà Năm Thủ đứng họng lắp bà lắp bắp, mắt liếc ngang liếc dọc như che giấu gì đó. Bà liền lớn giọng kêu mấy thằng bảo kê đuổi về, còn thách thức. Ông Túc tức giận quay mặt nói rằng bà Năm Thủ sẽ lãnh đủ về việc này. Bà đó cũng không phải dạng vừa, kêu sẽ vặn cổ ông nếu dám chơi bà. Còn kêu mấy thằng bảo kê đánh dằn mặt. Bọn nó xông vô ông Túc, tuy lớn tuổi nhưng cũng rất nhanh, không một chút do dự, đánh vào yết hầu thằng xăm trổ đầy mình. Sau đó dùng tay phải đấm vào chân Thủy ở giữa ngực. Ông Thượng cũng không kém, ông gạt chân đánh thẳng vào thái dương, sau cùng tung đấm vào mặt thằng đầu chọc nhanh gọn lẹ. Quý thì thê thảm bị thằng nhỏ con hơn hùng hổ đấm bay mũi chảy máu cam, chả biết đỡ như thế nào. Thấy ba thằng bị đo ván, mấy thằng sau cũng không dám xông lên. Ông Túc quay lại chỉ vào mặt bà đó: "Còn đàn bà kia, mày sẽ phải trả giá." Sau đó quay đi dưới con mắt hiếu kỳ của mọi người, và đằng sau là những tiếng chửi rủa của bà Năm Thủ. Quý vừa đi vừa ôm mũi chảy máu quá trời, tuy đau nhưng cũng thấy phấn khởi. Ông Thượng vỗ vai nói: "Từ khi đánh Campuchia đến bây giờ mới đánh một trận đã như thế hả anh?" Ông Túc không tỏ vẻ, chỉ ừ một cái cho qua chuyện. Thấy ông Túc đang suy nghĩ chuyện gì đó, Quý liền hỏi: "Thất tán chi Hạ Vương là gì vậy bác?" Ông dừng lại nhìn Quý rồi đi tiếp. Vừa đi ông vừa nói: "Thất tán chi Hạ Vương là một thuật bùa thất truyền của người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Muốn đạt được ước muốn, bản thân người dùng bùa cần một vật của người khác kết nối với thế giới bên kia. Vật càng sát khí giữ linh hồn nhiều thì bùa yểm càng mạnh, chuyển vận mạng người yểm may mắn thuận lợi, còn chuyển vận xấu tàn lụi chết chóc, ám cho dòng họ và người gây nghiệp lên vật đó." Quý cũng bắt đầu hiểu ra bà Năm Thủ dùng cái này thì quả là hơi tàn độc. Từ khi gặp bà Năm Thủ, ông Túc cứ trầm ngâm suy nghĩ như đắn đo điều gì đó nhưng không nói gì. Ông cũng dặn ông Thượng và Quý đừng nói gì hết. Đến hôm thứ ba thì con ếch thế thân đang sống đột ngột thối rữa ra. Hồng cũng bắt đầu xuất hiện những ảo giác la hét tùm. Trên lưng đầy những vết dọc đen ngày càng nhiều hơn. Trước tình cảnh đó, ai cũng không kiềm nổi nước mắt, nhất là nội của Hồng cứ ra sức van xin ông Túc. Bà khóc tới nỗi sưng cả mắt, nhưng thực tình ông cũng đang bối rối vì muốn hóa giải được thất tán chi Hạ Vương không phải dễ. Một vì bùa xuất phát từ vật sát khí quá nặng, hai vì nó có oán khí không cách gì trừ được. Ông Túc lặng lẽ hút hơi thuốc rồi nói: "Không phải không có cách, nhưng nó rất khó. Nếu thời sư phụ thì chuyện đã đơn giản rồi. Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn." Đột nhiên ông Túc nhìn Quý hỏi: "Con thích con bé chứ?" Quý cũng hơi bối rối vẫn đáp: "Dạ có." Ông Túc cười lớn sau đó vỗ vai Quý nói: "Con có dám vì con bé mà nhảy vô chỗ nguy hiểm chứ?" Tới lúc đó Quý hơi ngập ngừng, cũng có một chút sợ
Nhưng khi nhìn về Hồng, cô ấy đang nằm, hai mắt gần như vô hồn, người thì như không còn sức sống nữa. Quý mới lấy hết sức can đảm nói: "Vì cô ấy, con có thể làm tất cả." Ông Túc vuốt râu gật gù. Đó là ngày gần tới Tết, trời lúc đó cũng mưa phùn như bây giờ. Từ hôm ông Túc nói chuyện với Quý, Quý cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng không ân hận. Nói là nói, làm là làm, chuyện gì tới là tới. Ông Túc bàn bạc với mọi người gì đó nhưng không cho Quý tham gia. Chỉ một hồi sau, ông ra làm một bàn tế với hương án nhiều lá cờ đầy đủ màu sắc. Sau đó ông tới chỗ Quý nói: "Sau khi ta lập đàn, ta sẽ dẫn con tới một cõi khác. Con phải hết sức cẩn thận, con sẽ gặp nhiều thứ. Nhớ lời ta, tuyệt đối không được nói chuyện, không được ăn, không được uống trong cõi đó. Khi đi qua hết cửa ải, con sẽ tới căn nhà lớn. Ở đó có một cái đèn lồng, bên trong có một bông hoa sen phát sáng. Con lấy được đem quay trở lại thì sẽ cứu được Hồng. Con nhớ chứ?" Thật ra Quý trả lời đại chứ không hiểu lắm. "Dạ, con nhớ, con sẽ hết sức cẩn thận." Bà mẹ và nội cũng rất lo lắng nói Quý phải làm theo những lời ông nói. Sáng đó hai cha con Quý đi bắt một con heo. Mẹ Quý với nội Hồng đi mua nhang đèn, bánh trái. Khi mọi vật chuẩn bị đầy đủ, ông Túc bước ra. Trên người mặc áo giống mấy ông đạo sĩ màu vàng. Đằng sau thì rất nhiều chữ Hán viết kín cả áo. Trên lưng có hình con hổ rất lớn. Trên tay ông cầm một cái hình tròn bằng đồng khắc rất nhiều chữ đi theo một vòng tròn. Hệt như lúc trước, ông cầm nhang khấn nhìn lên bầu trời, lúc đó đang không gió. Đột nhiên gió mạnh lên, lạnh cả hết sống lưng. Sau đó ông kêu Quý cởi áo ngồi ngay trên chiếu. Ông Túc lẩm bẩm nói điều gì đó với ông Thượng, rồi cắt tiết con heo. Nhưng điều kỳ lạ khi cắt vô cổ con heo thì không đứt. Mọi người ai nấy đều khá bất ngờ. Ông Thượng đi lấy con dao khác thì cũng như vậy. Ông Túc ngồi suy nghĩ một hồi rồi khấn tiếp. Ông quay lại nói: "Ông Hổ không nhận lễ." Sau đó ông lấy dao rạch vào tay, máu nhiễu vào chén, rồi rạch tay Quý nhiễu vào chung. Đoạn ông lấy trong túi một giấy vàng viết lên bằng máu, sau đó đốt thành tro bỏ vô. Ông uống rồi bắt Quý uống. Vừa uống ông viết lên trán Quý rồi khấn trong miệng, rồi nói ông Thượng giết heo. Con heo cắt tiết được ngay tức khắc, sau đó lấy đầu con heo để trên tấm đồng hình tròn. Máu chảy hết chữ trong vòng tròn đó thì đầu heo bắt đầu bốc cháy. Mọi người ai cũng hết hồn. Ông Túc nói ông Hổ nhận được lễ rồi, bắt đầu khấn. Càng khấn, ông giống như một con hổ gầm gừ lên. Sức gầm của ông làm cho chim xung quanh bay lên. Chuột ở đâu chạy ra tán loạn. Chó đang sủa im luôn chạy vô trong nhà núp, làm mấy người muốn té đái ra quần. Ông tiến lại gần. Quý nhìn thấy hai mắt ông như mắt dã thú. Ông để tay lên trán Quý, tự nhiên mình trời đất quay cuồng, mọi thứ chìm trong một màu đen u ám. Quý thấy rất đau đầu, mình mẩy đau nhức. Khi thức dậy thấy mọi thứ nhìn như trong nhà mình, chỉ khác là mọi vật đều không có màu sắc. Thứ duy nhất có màu là cái lồng đèn nhìn sống cái đèn mà mấy người thời xưa dùng đang phát sáng để trên bàn. Quý định gọi mẹ thì trong đầu phát ra tiếng nói: "Nhớ lời ta dặn không, không được nói, không được ăn, không được uống. Con mà làm sai là không quay lại được đâu. Hồn phách con đang ở vong môn, nơi cô hồn ngạ quỷ ở. Con tới ngôi nhà lớn ở đầu đường, vượt qua tất cả ải trong đó tìm được cái lồng đèn rồi tìm Hồng. Trong một nén nhang con không quay lại đây coi như không cứu được. Con nhớ cầm theo cái đèn này và bức thư đưa cho người gác cửa. Con mau đi đi." Nghe lời ông Túc bên tai can dặn, Quý tiến ra, tay cầm cái đèn lồng với ngọn lửa lúc sáng lúc tối. Mở cửa ra đầu đường thì đập vô mắt là rất nhiều người. Nhìn kỹ thì ra bộ đội với quần áo rách rưới, người không có tay, người không có chân đang vật lộn với lính ngụy, cũng y như lúc chiến tranh la hét, dùng dao súng sẻng đánh nhau tùm lum, máu chảy đỏ cả một vùng.
Quý sợ đến mức nô nói liên tục, nhưng cố không la lên, im lặng tiến ra phía đường lớn. Đi từng chút tới khi ra tới đầu ngõ tiến ra đường cái. Những ngôi nhà trong xóm không như ngày thường thấy, những ngôi nhà giống như thời xưa cũ kỹ, mái tranh tường đất. Mấy ông bà mà Quý thấy hồi lúc chưa chết đều có mặt cả. Họ sống quanh xóm, nào là ông Hai Linh chết đau tim, bà Dì Bảy chết trượt chân, rất nhiều người kêu quá trời. Quý chạy thật nhanh, vừa chạy hai bên đường toàn là người chết tai nạn giao thông đang đứng vẫy vẫy. Trong đám đó Quý thấy một người ốm ốm quen quen, quần áo rách rưới, đầu bét bét máu. Thì ra anh Tuần, dạo nọ đi mua rượu về, ai ngờ tông bỏ mà chết, đang vẫy tay kêu. Quý ơi, nhớ anh không? Tư Tuần đây, Tư Tuần đây. Quý chỉ gật đầu thôi, kêu là chết ngay. Chạy hết một quãng đường thì trước mắt là ngôi nhà giống như lời ông Túc nói. Ngôi nhà cực lớn, xây giống như những ngôi chùa, lớn đến mức chọc thủng cả tầng mây. Sơn tường màu đỏ thẫm, mái ngói màu đen. Hai bên gác cổng là các linh thần tay cầm giáo, hồng đeo kiếm, mặc giáp sắt, mặt mũi hung tợn. Quý lấy hết sức can đảm tiến tới, ông ta liền dùng giáo chĩa thẳng vào Quý, ngăn lại không cho vào. Theo lời dặn, Quý lấy tấm giấy ông Túc viết bằng máu đưa cho ông ta. Linh thần nhìn một hồi trong thư rồi nhìn Quý. Ông chỉ thẳng vào cánh cửa. Quý tay cầm lồng đèn, run run bước vào. Vừa bước vào nghe rầm một phát, cánh cửa đóng lại. Quý cầm cái đèn lồng bước đi một chút thì ánh sáng tỏa ra. Một căn phòng hiện ra với một màu đỏ rực. Cái bàn cực lớn bên trên toàn là đồ ăn ngon, nào là đủ các món gà, heo, vịt, vi cá, cá trương tương, toàn sơn hào hải vị, cứ như trong cung đình vậy. Quý tiến tới bụng đói kinh khủng, đói đến mức cảm tưởng thức ăn thơm ngon nhiều trên bàn có thể ăn hết cũng được. Vừa tới bàn tiệc bỗng dừng lại vì nhớ mọi người, với nên cố kìm nén, bước qua cánh cửa dẫn vào phòng thứ hai. Vừa bước vào phòng, căn phòng bỗng từ tối biến thành màu vàng sáng, cũng giống như căn phòng trước, chỉ khác nó nóng kinh khủng. Quý khát cháy trong cổ họng, mồ hôi chảy ra như tắm. Trên bàn toàn các đồ uống các loại, nào là các loại rượu, nhưng cố dặn lòng bước qua, miệng nuốt nước bọt ực ực, thèm và khát. Căn phòng tiếp theo là căn phòng màu hồng, ở giữa là một cái hồ lớn, khói bốc ra khắp căn phòng. Từ trong làn khói Quý thấy hình dáng quen thuộc, một mùi hương thoang thoảng, với mái tóc bồng bềnh dài đen, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt nai cuốn hút. Đúng là Hồng rồi. Tiến tới mừng rỡ, cô ấy quấn khăn tắm ôm Quý nói khẽ. Anh đi vậy chắc mệt lắm. Nào, cởi quần áo ra tắm chung với em nào. Ghét ghê, người đâu mà hôi quá trời. Ngoan, nghe lời em. Quý cứ như người mất hồn, quăng lồng đèn cởi hết quần áo ra nhảy xuống hồ tắm. Với dáng người con gái tuổi trăng tròn, Hồng cởi chiếc khăn ra. Làn da trắng với hai gò bồng lớn nhấp nhô. Ôi những ngón tay cứ mềm mại đang xoa bóp cho Quý sao mà thoải mái, cứ như trong mơ. Giá như ngày nào cũng được thì hay biết mấy, bao nhiêu nặng nhọc trôi đi hết. Nè, hôm nay đi học thế nào? Chắc mệt lắm phải không? Kể cho em nghe đi. Lúc đó Quý định nói thì tâm trí hiện ra là hình bóng Hồng đang nằm trên giường, đôi mắt vô hồn, tóc tai rối bời, gương mặt hốc hác. Sau đó là hình bóng mọi người đang đợi mình ở nhà. Vậy mà ở đây hưởng thụ có đáng mặt thằng đàn ông không? Quý không nói lời nào, đứng dậy mặc quần áo, tay xách lồng đèn. Ngọn lửa bây giờ còn sáng rất ít. Biết sắp hết thời gian, Quý chạy thẳng tới cánh cửa tiếp theo. Cánh cửa mở ra là hàng bậc thang. Đi lên tới đỉnh là bàn một cái đèn lồng ngũ sắc. Bên trong chứa một hoa sen tuyệt đẹp. Quý lấy xong đi ra thì tòa nhà đó biến mất. Công việc cuối là tìm ra Hồng. Không biết ở đâu bây giờ. Tìm khắp mọi nơi, nhà của cô ấy, tới tìm ở trường, ở những nơi cô ấy hay tới, mà cái đèn sắp tắt đến nơi rồi. Trong lúc tuyệt vọng thì Quý nhớ đến cây bàng mà hai đứa hay chơi hồi còn bé. Hồng rất thích nơi đó.
Quả là Quý đoán không sai, cô ấy ở đó thật, đang ngồi giữa gốc cây, đôi mắt vô hồn nhìn đăm chiêu. Trên cây toàn là người thắt cổ. Quý run rẩy tiến lại gần, nắm tay lôi đi thì ngọn đèn tắt. Một màu đen u ám bao trùm, cùng với nó là tiếng khóc nỉ non, là hét rên rỉ đau đớn. Sau đó bao nhiêu bàn tay vồ tới Quý. Giữa lúc nguy cấp đó thì ông Túc xuất hiện với bàn tay cháy sáng cứu lấy Quý và Hồng. Trời đất bỗng quay cuồng rồi Quý ngất, không biết gì nữa. Quý vươn vai mỏi mệt rã rời, vừa qua một giấc mơ dài tưởng chừng như không qua khỏi. Xung quanh mọi người đang nhìn, ai nấy đều khóc vui mừng. Trước mắt Quý là Hồng, cô ấy đã qua khỏi, vẫn xinh như hàng ngày, có sức sống hơn. Ông Túc vỗ vai nói khá lắm, bùa phép trên người Hồng đã bị phá bỏ, không còn chuyện gì nữa rồi. Cả nhà quay lại cuộc sống bình thường không được bao lâu thì ông Túc mất. Ông qua đời rất lạ, đang khỏe mạnh mà chết. Nghe mấy người thân của ông nói mổ tử thi, trái tim vỡ ra từng mảnh. Sau này Quý mới biết ông Tư làm lễ dâng vật không phải là heo, mà là bản thân ông mới vô được vong môn. Ông ra đi mà đem lại niềm tiếc thương cho gia đình Quý và Hồng. Bao nhiêu huyền bí đi vào những nấm đất, đời người thật ngắn ngủi. Về phần Hồng, sau khi phá vỡ bùa trên con dao, cuộc sống trở lại bình thường và kết hôn với Quý 5 năm sau đó. Bà Năm Thủ, người gây ra chuyện, bắt đầu đổi mệnh. Con cái thay phiên nhau chết, nhà cửa tài sản ra đi. Thấy tình cảnh đó, bà Năm Thủ tìm ông Túc khắp nơi để xin dừng lại, nhưng không kịp nữa. Ông Túc đã mất, bà hối lỗi bán hết nhà cửa, vô trong chùa tu để không gây nghiệp. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và cảm ơn sự đón nghe, theo dõi, ủng hộ của tất cả quý vị. Và Thuận cùng với toàn bộ ekip của mình thì đang làm một cái dự án nhà ma, chuẩn bị hoàn thành và sẽ chuẩn bị lập một kênh YouTube mới. Và cái thể loại đó Thuận nghĩ là nó cũng sẽ rất là hấp dẫn, bởi vì Thuận cùng ekip đã đầu tư rất là nhiều thời gian, công sức và thậm chí là tiền bạc vào cái dự án lần này. Nên khi cái dự án nhà ma này được hoàn thành, Thuận sẽ thông báo cho tất cả quý vị. Và cũng rất là mong quý vị sẽ ủng hộ cho Duy Thuận, không những ở trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm mà kể cả ở những dự án tiếp theo. Quý vị hãy cùng mong chờ những cái điều hấp dẫn gì mà Thuận sẽ đem tới cho quý vị trong thời gian tới nhé. Cảm ơn sự ủng hộ, tin yêu của tất cả quý vị. Chúc cho quý vị sẽ ngủ thật ngon. Và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với một câu chuyện khác quý vị nhé.